chào hội thánh. Good morning, church. Buổi sáng hôm nay chúng tôi hoan nghênh và chào mừng hội thánh về đây cũng như tất cả các thân hữu, các bạn của chúng tôi về đây để chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. This morning, we would like to welcome all of our brothers and sisters of VBC Houston as well as all of our guests that have joined us for worship. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong mùa cảm tạ này, chúng ta có rất là nhiều điều để chúng ta có thể tạ ơn Chúa. We thank the Lord because in this season of Thanksgiving, there's so many reasons to praise the Lord. Và hôm nay chúng ta, hội thánh của Chúa, chúng ta sẽ tổ chức lễ tạ ơn trước mấy ngày để chúng ta có cơ hội để cùng nhau sinh hoạt ở trong ngày Chủ nhật. And on this beautiful Sunday, we as a church body are going to celebrate Thanksgiving a few days earlier. Cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay trong lúc chúng tôi chào đón những người khách thì thấy có những người bạn đã từng quen biết 40 mấy năm về trước, cũng như có các anh chị em lần đầu tiên đến nhóm lại với hội thánh, cũng như những người thân thương của các anh chị em từ Việt Nam mới sang. Thật là một cái bầu không khí phước hạnh để chúng ta như là đoàn tụ tại đây buổi sáng hôm nay. I want to praise God this morning because as I walked through the church and was able to say hello and greet everybody, I noticed that we have friends here that we've known 40 years ago that have joined us for worship this morning. We want to say welcome to you. We also want to say welcome and greetings to all of our friends that have visited us from Vietnam. Welcome. Chúng ta cảm ơn Chúa vì có mặt với chúng ta ở trên mạng cũng có những con cái của Chúa từ Việt Nam, từ Philippines cũng như là khắp nơi trên thế giới cũng vào để cùng thờ phượng Chúa với chúng ta. Cho nên chúng tôi xin được hoan nghênh và chào mừng hết thảy con cái của Chúa nhóm lại với chúng tôi qua online. And online, we know that we have brothers and sisters in the Lord from Vietnam as well as the Philippines that have joined us this morning. We want to say thank you for joining us for worship. Welcome to you as well. Thật là phước hạnh để chúng ta cùng nối kết ở trong ơn của Chúa, để chúng ta sẽ cùng nhau thờ phượng Chúa và đón nhận những phước hạnh Chúa dành cho chúng ta. What a blessing it is to be able to connect with the entire church family, the body of Christ, to be able to worship the Lord this morning. Xin chúng ta giờ này chuẩn bị lòng của mình để chúng ta ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa. I ask this morning that you would prepare your hearts for worship as we come before the Lord. Và xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta nghe thi thiên thứ 100. Would you please rise to your feet as we read the word of God out of Psalm 100. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Shout for joy to the Lord, all the earth. Hãy vui vẻ phục vụ Đức Giê-hô-va, hãy ca hát mà đến trước mặt Ngài. Worship the Lord with gladness, come before Him with joyful songs. Phải biết rằng Giê-hô-va là Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta là dân của Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Hãy cảm tạ mà vào các cổng của Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, hãy cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Thật như tác giả của Thi thiên 100, chúng ta có nhiều duyên cớ để chúng ta cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa. Just as the psalmist says, we have so many reasons to give thanks to the Lord. Và chúng ta cũng có cớ để chúng ta reo vui cho Đức Chúa Trời của chúng ta. And we have reason to shout for joy to our Lord God. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sự cứu rỗi của Chúa đã đến cho nhiều cuộc đời và những cuộc đời đã được thay đổi ở trong những ngày qua. We praise God for His salvation, for the numerous lives that have been transformed by His power and presence. Chúng ta có hơn 300 người đã tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống qua chuyến đi vừa rồi chúng tôi về Việt Nam để phục vụ Chúa và rao giảng trong các đại hội. In the recent ministry trip to Vietnam at the conference there, we had over 300 people receive salvation for the first time. Praise the Lord. Và trong số đó đã có hai hội thánh được thành lập ở trong ơn của Chúa. And within those numbers, there were two churches that were established. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sự cứu rỗi của Chúa đến cho nhiều người. We praise the Lord for His salvation has come to many. Và hàng trăm sự chữa lành đã đến cho nhiều cuộc đời. And hundreds of lives and bodies have been healed.
Chúng ta thấy câm điếc bẩm sinh đã được nghe và nói lần đầu tiên. We saw on our recent ministry trip that the mute began to speak, the deaf could hear, the blind could see. Cảm ơn Chúa vì mắt mù được sáng và chúng ta thấy nhiều điều kỳ diệu Chúa ngài đã làm. We saw so many amazing things that the Lord did. Thật chúng ta có cớ lớn để chúng ta tạ ơn Chúa. Truly, we have such great reasons to praise the Lord. Chúng tôi cũng có cơ hội để có bữa ăn sáng với thị trưởng của thành phố của chúng ta. The other day, I also had the privilege to be able to have a breakfast with the mayor of the city of Houston. Và cảm ơn Chúa, ông hoan nghênh các mục sư lãnh đạo ở trại thành phố này có những tiếng nói để góp ý trong việc hướng dẫn thành phố của chúng ta. And we praise God because our current mayor welcomed the voices, the advice, the encouragement and counseling of the numerous spiritual leaders, the pastors of the city. Và trong buổi ăn sáng này chúng tôi cũng biết là trưởng ty cảnh sát của chúng ta cũng như là trưởng ty sở cứu hỏa, chúng ta thấy rằng tất cả ba người này đều là những người tin kính Chúa, yêu mến Chúa. And at this breakfast, we also learned that the chief of police and the chief of fire are also believers. So we praise God that the Lord has established these believers in these leadership positions. Chắc chắn thành phố của chúng ta sẽ là thành phố được phước trong những ngày sắp đến. Truly, our city is going to be a city of blessing in the days to come. Amen. Vì khi những người công bình ở trong vị trí hướng dẫn cai trị, chúng ta biết rằng dân chúng sẽ sống ở trong sự an bình và phước hạnh. Because we know that when the righteous are placed in the position of leadership, we know that all those under them will be blessed. Và trong phước hạnh lớn hơn nữa, chúng ta thấy rằng mức độ của tiểu bang thì thống đốc của tiểu bang, phó thống đốc cũng như là bang, chúng ta thấy rằng tất cả đều là những người yêu mến Chúa và những người tin kính Chúa. And even greater, at another level, we know that our governor and our lieutenant governor are Christians. So how much more blessing will the state of Texas will receive? Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa vì so let us praise God, because this is a blessing that we see in our lives. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Trải qua những ngày khó khăn, we've gone through very difficult, challenging days. Nền kinh tế của Texas không bao giờ bị yếu. But when we talk about comparison to the nation, the state of Texas, our economy has not suffered. Thật đứng ra được phước của Chúa vì chúng ta được ở tại tiểu bang này, ở tại thành phố này. We are blessed by God because we live in the state of Texas and more so in the city of Houston. Và các khu học vụ của Houston của chúng ta thì ban lãnh đạo, những board director, chúng ta cảm ơn Chúa. Thí dụ như tại Woodland thì tất cả đều là con cái của Chúa, trong 7 người trong ban lãnh đạo tất cả đều là con cái của Chúa. And we know in the surrounding cities and towns, the districts that are connected to Houston, for example in the Woodlands, the board of directors there, all 7 of them are believers, praise God. Chúng ta ngợi khen Chúa và chẳng những họ là những người con cái của Chúa mà là những người đầy dẫy Đức Thánh Linh, là những người bước theo sự dẫn dắt của Chúa. And not only are they believers but they're spirit-filled Christians, so we praise God. Có nhiều điều nữa để chúng ta có thể There's so many more reasons to thank God. Thật là những ngày mới cho chúng ta. What a new day we have Thật in Him. What a day of blessing. Cho Amen. Chúng ta biết ơn Chúa vì mọi mặt của đời sống Chúa ngài đang mở trời ra trên đời sống của chúng ta, gia đình chúng ta, hội thánh của Chúa và thành phố của chúng ta. So let us come before Him this morning with grateful hearts, for in every facet of our lives we are blessed, in our families, in our church, in our cities, in our education, in our business, in our economy, every area. Với những điều đó chúng ta tạ ơn Chúa, như câu số 4 tác giả của Thi Thiên 100 nói: Hãy cảm tạ Chúa mà vào các cổng của Ngài, hãy ngợi ca mà vào hành lang của Ngài, hãy cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. And with that, we join with the psalmist as he says in verse 4, Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. Cảm ơn Chúa, chúng con về đây buổi sáng hôm nay để chúng con chúc tụng Chúa, ngợi khen Ngài. Father God, we come here this morning to praise your name, to give thanks to you, O Lord. Chúng con cảm tạ Chúa vì những việc lạ lùng Ngài đã làm ở giữa chúng con. We thank you for all the amazing things that you've done amongst us. Sự cứu rỗi của Chúa đã đến cho nhiều cuộc đời. Has come to so many lives. Cảm ơn Chúa vì những thân thể cũng được phục hồi. We thank you, O Lord, for the health and the healing that took place in so many bodies. Những gia đình được hàn gắn. For families that were reconciled. Những người mất trí đã được phục hồi và họ đã kinh nghiệm được sự biến đổi trong ơn của Chúa. Even those who had either lost their minds or lost their memory, O God, you restored it, Lord. Cảm ơn Chúa vì ngài ban phước và chúng con thấy sự công bình chính trực đang chuẩn bị để hướng dẫn đất nước
thành phố của chúng con trong ơn của Ngài. We thank you for the restoration that you've placed upon our city and state and nation. We see, oh God, that you have placed believers, spirit-filled believers in leadership positions. We thank you. Cảm ơn Chúa vì những việc Chúa làm trong ơn của Ngài. We thank you for all of the things that you've done by your grace, xin by your mercy. Xin nhận nơi chúng con những lời cảm tạ trong buổi sáng. Would you receive our praise and worship this morning? Xin nhận nơi chúng con sự ngợi khen ngày hôm nay. Receive our worship, oh God, as we lift up our hearts to you. Và lạy Chúa khi chúng con xây dựng chiếc ngôi ở giữa những tiếng hát. And as we create for you a throne of praise. Xin Chúa là đấng phán rằng ngài ngự giữa tiếng hát của Israel. Nguyện xin Chúa ngài đến và ngự giữa chúng con ở tại đây giữa tiếng hát của chúng con, ban phước chúng con bằng sự hiện diện của chính mình ngài. Lord God, in your word you said, you told your people that you would be in the midst of their praise and their worship. So Lord God, do that for us this morning. Cho chúng con nếm trải được thiên đàng trên đất này trong buổi thờ phượng ngày Let hôm nay. Let us taste a bit of heaven here on earth. Vì Chúa ngài mở trời ra và đem thiên đàng đến nước trời đến trên chúng con. Because you have opened up the heavens and brought your kingdom here to chúng con us. We thank you, Lord. Chúng con phó dâng mọi sự we give this service into your hands. Chúng con thành kính and we pray trong danh Chúa in Jesus' name. Amen. 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 Chúng ta tiếp tục đứng Amen. Let us cùng với bài hát dâng chúng ta ngợi khen Chúa trong thời gian này. To worship the Lord. Hallelujah. I'll praise 'cause you're sovereign.
praise cause you reign. We praise cause you rose and defeated the grave. I'll praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Your name is holy, holy,
Father, for your name is holy, God. We thank you, Father, that we get to come to you with a heart of gratitude this morning. Father, that you have continued to manifest yourself to each and every one of us. Father, for you are God and there is no one like you. We give you praise this morning. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh.
Cảm ơn Chúa vì tất cả những điều Ngài đã làm cho chúng con. Chúng con dâng lên Chúa những tiếng hát ngợi khen này với hết cả tâm lòng biết ơn dâng lên cho Ngài. Praise the Lord for all that He has done for us. We thank You, Lord. Please receive all of our praise and worship. See our grateful hearts, O God, as we come before You. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện. We thank You, Lord. And we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Xin mời Hội Thánh an toàn. Please be seated. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta có những điều để chúng ta tạ ơn Chúa. We praise the Lord this morning. We have so many reasons to give thanks to God for. Đầu với biết ơn Chúa Giêsu bởi vì sự cứu rỗi mà chúng ta kinh nghiệm được trong ơn của Chúa. We begin with thanking Jesus Christ for all the blessings that we have in Him. Chúng cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài đã ban cho một cách hết sức lớn lao để chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh ở trong sự cứu rỗi của Chúa. We thank the Lord for His plan of salvation in our lives. Chúng ta nghiên cứu những điều Chúa Ngài đã làm, chúng ta thấy được Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta một cái sự ban cho lớn vô cùng. As we study the Word of God and we see what Jesus Christ has done for us, we see everything good has come from Him. Ngài đã chịu chết và chịu đổ huyết 7 lần 7 chỗ khác nhau để có thể phục hồi lại cho chúng ta tất cả những gì đã mất, cũng như ban cho chúng ta sự sống đời đời. Christ sacrificed Himself, gave Himself for us so that we could have eternal life. He gave His blood, He shed His blood 7 different places so that our life could be restored. Buổi sáng hôm nay, đứng trước bàn tiệc thánh, chúng ta cùng suy nghĩ đến những chỗ mà Chúa với Ngài đã chịu đổ huyết để chúng ta thấy sự hy sinh của Ngài thật là lớn lao cho chúng ta. As we come before the Lord this morning to partake in the Lord's Supper, we're going to revisit the 7 places where Jesus Christ shed His blood for us. Ngài đã đến để như chiên con của Đức Chúa Trời đến để cất tội lỗi của thế gian đi. He came as a lamb of God to take away the sins of the world. Và Ngài đã thực hiện điều mà Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm làm khi mỗi năm một lần mang chậu huyết của con sinh tế đi vào trong nơi chi thánh. And He completed what normally or typically before the new covenant, before the priests would go into the temple, they would bring an offering, a sacrifice before the Lord. Và khi Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đi vào trong nơi chi thánh thì đã nhúng tay vào ở trong chậu huyết rải trên bàn thờ 7 lần 7 chỗ khác nhau. And when the priest would go into the tabernacle, he would dip his fingers in blood and he would sprinkle it upon the altar 7 times, 7 different places. Đây là nói đến một cái hình ảnh mà Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm ngày xưa đã làm để bày tỏ ra điều mà Chúa Giêsu ngày đến để hoàn tất, để đem sự cứu rỗi đến cho con người chúng ta. And this speaks of it is an analogy or it is parallel to the 7 places where Jesus Christ shed His blood for us. Huyết của con sinh tế chỉ có thể phủ lấp che tội lỗi của dân sự của Chúa một năm mà thôi. The blood of the sacrifice that the priest offered up in the temple was shed once a year and could only cover the sins of God's people for that year. Nhưng mà Chúa Giêsu khi Ngài đổ huyết của Ngài thì Ngài cất tội lỗi của chúng ta hoàn toàn ra khỏi đời sống của chúng ta. But when Jesus Christ shed His blood for us, He took our sins completely for our entire lives. Nơi đầu tiên mà Chúa Ngài chịu đổ huyết là tại vườn Gethsemane. The first place that Jesus Christ shed His blood was in Gethsemane. Ngài chiến đấu ở trong tinh thần để có thể nhận lấy ý của Cha hơn là ý của Ngài. He waged war within Himself to do the will of the Father instead of His own will. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng Chúa Ngài đổ những giọt mồ hôi như những giọt máu lớn. And the
Bible tells us that Jesus Christ, he sweat drops of blood. Y khoa cho chúng ta biết khi một người đau đớn đến tận cùng như vậy thì những mạch máu ở dưới làn da vỡ ra. Và chúng ta thấy ở đây những mạch máu của Chúa đã vỡ ra trộn vào với lại tuyến mồ hôi. Ngài đổ mồ hôi như giọt máu lớn rơi xuống. Science tells us whenever a person is under incredible pressure that there are times their blood vessels will burst and blood will excrete from the pores in their body mixed in with the sweat. Và chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa chịu đau huyết tại vườn Gethsemane để phục hồi lại sức mạnh của ý chí để chúng ta có thể làm theo ý muốn của Chúa Cha trên trời. And we praise the Lord Jesus Christ because of the blood that he poured out from his pores, from the pressure that he has won back the willpower of mankind to do God's will more so than his own. Nơi thứ hai Chúa Giêsu đổ huyết là tại mạo gai. The second place where Jesus Christ shed blood was with the crown of thorns. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã giành lại sự thịnh vượng cho chúng ta. And we know through that that Jesus Christ won back our prosperity. Khi loài người chúng ta phạm tội. When we as mankind sinned. Thì rủa sả đã đến trên loài người của chúng ta. Then the curse came upon us. Đó là loài người phải làm đổ mồ hôi trắng mới có mạng. And that is that mankind would have to sweat in order to have food to eat. Và cảm ơn Chúa, Chúa chịu đổ huyết trên trán của Ngài. But we praise the Lord Jesus Christ because he was willing to shed blood from his head, from the crown of thorns. Cảm ơn Chúa nhờ những giọt huyết đó. And because of that blood, sự thịnh vượng được phục hồi cho chúng ta. Prosperity is restored unto us. Là con cái Chúa, chúng ta không cần phải làm đổ mồ hôi mới có đủ mạng. As children of God, we don't have to work unto the point of sweating in order to have enough to eat. Nơi thứ ba mà Chúa chịu những đổ huyết đó là bởi những lằn đòn trên lưng của Ngài. The third place where Jesus Christ shed his blood is in the stripes on his back. Bởi điều này Chúa giành lại sức khỏe cho chúng ta. And for this we have our health restored. Chúa Ngài đã tuyên báo trước trong Isaiah 53. Because the Lord had foretold us in Isaiah 53. Và Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm. And Jesus Christ made this come to pass. Đó là nhờ những lằn đòn của Ngài chúng ta được lành bệnh ở trong Chúa. We would be healed. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Nơi thứ tư Chúa chịu đổ huyết đó là tay của Ngài bị đinh đóng. The fourth place where Jesus Christ shed his blood is where his hands were pierced. Để phục hồi lại chúng ta thẩm quyền của những gì tay chúng ta đụng đến. This is to restore everything, the authority that we have, no matter what our hands may touch. Sáng thế ký chương 1, 26, Chúa Ngài dựng nên chúng ta và ban chúng ta thẩm quyền để cai trị. In Genesis 1:26, the Lord created mankind and gave us dominion or authority. So the blood that was shed from the hands of Jesus Christ restores our dominion in our hands. The fifth place is wherever Jesus Christ shed his blood was at his feet. The lính đã chấp đôi chân của Ngài lại và đóng một cái đinh xuyên qua cổ chân của Chúa. The soldiers, they crossed the Lord's feet and they took a nail and pierced it through there. Và máu của Chúa đã đổ ra trên đất. And the blood of Jesus Christ was poured out upon the land. Để Chúa Giêsu có thể bẻ gãy sự rủa sả trên đất mà chúng ta đứng cũng như chúng ta có chủ quyền. So that it was to break the curse that it was upon the land that we stand at and to restore our dominion over the land. Để chúng ta có thể thấy rằng không phải là gai và tật lê, nhưng là những điều chúng ta trồng trọt, chúng ta có thể thu hoạch được. And that is so that as mankind would plant, that he wouldn't harvest or reap thorns, but he would reap whatever he sowed that would be the fruits of the land. Thứ sáu, bởi hông của Chúa bị ngọn giáo đâm xuyên suốt. And the sixth place where Jesus Christ was shed his blood is he was pierced on his side. Thì tên lính để đảm bảo Chúa Giêsu thật sự đã chết. Whenever the soldiers confirmed that Jesus Christ had truly passed on, thì lấy ngọn giáo và đâm xuyên qua tim của Chúa. What they did is they took a knife and they pierced his heart. Và chúng ta thấy rằng bởi sự đổ máu này của Chúa. And we know that there as Lord poured out his blood from his heart. Và Chúa Giêsu đã giành lại sự vui mừng cho chúng ta. Jesus Christ has restored our joy. Làm cho con tim chúng ta được vui mừng ở trong ơn. Causing our heart to be joyous in the Lord. Sứ đồ Phaolô nói rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với chúng ta là như vậy. And Paul tells us in the word of God that that is the will of God for our lives. Ngài muốn chúng ta sống ở trong sự vui mừng.
Because he wants us to live in joy. Tội lỗi làm cho chúng ta đau khổ. Sin causes us to be burdened and saddened and grieved. Tội lỗi xung quanh chúng ta làm cho tim chúng ta đau đớn. The sin around us causes our heart to grieve and to be hurt. Cảm ơn Chúa Giêsu phục hồi lại niềm vui cho chúng ta. But praise God, Jesus Christ restores our joy. Amen. Ở nơi thứ bảy mà Chúa Giêsu đã chịu đổ huyết. In the seventh place where Jesus Christ poured out his blood. Ở trong vàng những vết băm mà Chúa ngày đã gánh chịu. We're talking about the bruises that were on his body. Vết băm là máu còn ứ lại bên trong. We know that bruises is bleeding on the inside of our body. Và bởi cái việc Chúa ngài chịu băm dập cho chúng ta mà cất đi những sự đau đớn ở trong đời sống của chúng ta, hậu quả của tội lỗi. And we know through the bruising on Christ's body that the Lord heals our hearts, heals our inner hurts, and he delivers us. Và Chúa ngài chịu đổ huyết ở bên trong để chữa lành những tổn thương trong đời sống của chúng ta. He was willing to bleed on the inside of his body so that our hearts could be healed, our inner hearts. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đến với tiệc thánh. So this morning we'll come to the Lord to partake in the Lord's Supper. Tôi chia sẻ điều đó để anh chị em nghĩ đến ơn của Chúa và chúng ta cảm tạ Chúa. I share all these things so that we can come to the Lord with grateful hearts to give thanksgiving to him. Lời của Chúa ở trong Thi Thiên 100 nói rằng hãy đến với Đức Giê-hô-va. The word of the Lord in Psalm 100 says, "Come to the Lord." Chúng ta đến với bàn tiệc thánh buổi sáng hôm nay. So we come to the Lord's Supper this morning. Tôi khuyến khích anh chị em đi từng bước một và chúng ta nhớ đến ơn của Chúa. And I encourage you as you take each step forward to this place that you take each step with a grateful heart, remembering all of the goodness of God. Chúng ta nhận một chén nước nho. We receive a cup which represents. Và một bộ màu bánh. The blood of Christ and the bread. Rồi chúng ta trở về chỗ ngồi của mình. And then we're going to go back to our seats. Khi tất cả mọi người đã nhận bánh và chén. And once everybody has received the elements, chúng ta sẽ cùng dùng chung với nhau. We'll partake together. Amen, anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa vì tất cả những gì ngài đã làm cho chúng ta. We thank you, Lord, for everything that you've done for us. Sự đau đớn tột cùng mà Chúa đã trải qua. Every pain that you endured on our behalf. Thân thể của ngài rách nát để chúng con được lành. Your body was torn and beaten so that we could be healed. Cảm ơn Chúa vì huyết của Chúa đã đổ. We thank you, Lord, for the blood that was poured out. Để tội lỗi chúng con so that our sins could be cleansed. Và tất cả những gì đã mất được. And that everything that mankind lost in sin could be restored in you. We thank you, Lord. Lạy Chúa, buổi sáng hôm nay. This morning we come to you, God, with hearts of thanksgiving. Chúng con sẽ nhận bánh và chén. We're going to receive the elements. We xin Chúa ngài ban phước trên chúng con. And we ask that you would bless us. Để tất cả những phúc lợi của thân và huyết của Chúa. So that every benefit from your body and your blood. Sẽ áp dụng trên chúng con một cách trọn vẹn ở trong ơn của ngài. Will be applied to us completely. Chúng con cảm ơn Chúa. We thank you, Lord. Chúng con cầu nguyện. And we pray all these things. Trong danh Chúa Jesus Christ. In Jesus' name. Amen. 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 Trong lúc ban các nhạc công sẽ chơi bài sự tốt lành của Đức Chúa Trời, tôi khuyên anh chị em chúng ta đứng lên rời hàng ghế của mình và từng bước đi, chúng ta nhớ đến ơn của Chúa, cảm ơn Chúa những gì ngài đã làm cho con. The praise team is going to be worshiping God with the song Goodness of God. And as they do that, I encourage you as you leave your seats and step to the front to receive the cup and the bread that you come and take every step and remember every single goodness that God has put in your lives. So please come. We can start on this side and come here to grab to take a cup and then the bread and go that way. Your love.
the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Goodness of God.
the goodness of God. Chúng con cảm ơn Chúa. Biết ơn Chúa vì Ngài đã chịu đổ huyết ra. Thank you, Lord, for pouring out your blood for us. Để quý báu nhất mà một con người có thể ban cho. It's the greatest gift that someone can give. Chúng con cảm ơn Chúa. We thank you, Lord. Cảm ơn Chúa vì thân của Ngài. We thank you, Lord, for your body. Hơn thế nữa, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài mời chúng con đến với bàn tiệc của Chúa. We thank you more so that you invite us to your banquet. Ở tại đây tại bàn tiệc thánh. And here at the Lord's Supper. Rồi một ngày chúng con sẽ đến và ngồi trong bàn tiệc tiệc cưới của Chúa con. And one day we'll be able to be with you in the kingdom of heaven at the banqueting table, Lord. Chúng con cảm ơn Chúa vì ngày đó. We thank you, Lord, for that day. Chúa sẽ uống chén nước nhau mới. That we're going to drink the new cup. Và chúng con cũng sẽ gặp gỡ tất cả các con cái của Chúa khắp nơi trên thế giới. And we'll also be able to meet with all the believers. Và những con cái của Chúa trải qua mọi thời đại. And every believer that's gone through. Chúng con những người đã giúp đỡ chạy xong cuộc đua của họ để chúng con có được ngày hôm nay. There will be people, Lord God, who have finished the race so that we could have. Chúng con biết ơn Chúa. We have today, so we thank you. Ngài. And we thank you. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. At the Lord's Supper, Jesus Christ took the bread and he broke it and he said to his disciples, do this in remembrance of me. Và Ngài phán rằng: hãy làm điều này để nhớ đến ta. Sứ thánh cùng dự bánh nhớ đến điều mà Chúa đã làm cho chúng ta, nhớ đến tình yêu của Ngài và cảm tạ Ngài. So church, let us partake of the bread and remember the body that the Lord gave for us. Cùng cách đó, in the same manner, Chúa lấy chén, the Lord took the cup, và phán rằng, and he said, chén này là dấu ước mới trong huyết ta. This represents the new covenant. Hãy khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ đến ta. So when you receive it, do this in remembrance of me. Chúng ta cùng uống chén, nhớ đến ơn của Chúa, huyết của Ngài đã đổ ra và đón nhận tất cả, không phí phạm chút nào, bởi lòng tin nhận hết tất cả những phúc lợi đó cho đời sống của chúng ta. So let us partake of the cup. And remember every blessing that is given to us, every benefit that's given to us from the blood of Jesus Christ. Xin chúng ta cùng giữ chén trong thời gian này. Hallelujah. Hallelujah. Anh chị em biết ơn Chúa không? Hallelujah. Be grateful to the Lord. Quá lớn lao tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. How great is the love of the Lord. Sự chúc ban phước đầy thân và huyết của Chúa. May he bless us so that his body and his tất cả phúc lời sẽ áp dụng đến tất cả chúng ta trong ơn của Ngài. Amen. Xin mời mọi người please be seated. Thank you.
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tôi không biết bạn chị em thế nào, nhưng mà tôi tin Chúa đã được 38 năm. Có lẽ là lần đầu tiên mà tôi dự một buổi tiệc thánh mà tôi bị rung động. I don't know about you, but I've come to the Lord for over 38 years, and this is the first time that I received or partook in the Lord's Supper, and I am filled with deep emotion. Tôi bước đi sắp hàng cùng anh chị em, tự nhiên tôi lòng tôi tưởng nhớ tới Chúa, giống như là Chúa đang bước đi lên đồi Golgotha. As we walk, như từng giọt huyết của Chúa rơi cho tới khi đến ngay tại thập tự giá. As all of us lined up and we walked towards the front to receive the elements, the cup and the bread, I envisioned the Lord Jesus Christ taking each step to Golgotha with the blood being spilled out, poured out with each step. Cảm ơn Chúa, Chúa đổ huyết để cho chúng ta không phải đổ huyết. Praise the Lord for shedding his blood so that we could be transformed. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta có cơ hội được đến trong nhà của Chúa để thờ phượng Ngài. This morning we've had the opportunity to come into the house of the Lord to worship him. Giờ này chúng ta sẽ có cơ hội để thờ phượng Chúa và sự dâng hiến. And we'll continue in our worship with our tithings and our offerings. Giờ này chúng tôi cảm ơn các thầy và chị em trong những ngày qua đã trung tín trong sự dâng hiến để giúp cho mục vụ của VBC Houston tiếp tục thực hiện khải tượng yêu Chúa, yêu người, khám phá các mục đích và thay đổi thế giới. I want to thank you, each of you, brothers and sisters, as you've given into the kingdom of God and with your tithings and your offerings, so that as you give, we here at VBC Houston can fulfill the mission, the vision that God has given us, and that is to love God, love people, to discover our purpose and to change the world. Mọi chị em có thể dâng hiến buổi sáng hôm nay dùng phong bì trước hàng ghế của quý vị, hoặc là qua dùng qua PayPal với địa chỉ là vbchouston.com, hoặc là dùng qua Zelle là địa chỉ là give@vbchouston.com để có thể dâng hiến cho Chúa. There's three ways that you can give this morning. The first of which is by using the envelope placed in the seat directly in front of you. And then our ushers will come around to receive your tithe and your offering. The other way is that you can give online through PayPal by going to vbchouston.com. There's going to be a red give button in the upper right-hand corner. And the third way is by giving through Zelle. And the address there is going to be give@vbchouston.com. And at this time, let us give the offering into the Lord's hands. Will you bow your heads with me? Father God, we thank you for the blood of Jesus Christ that was poured out for us, có được sự sống ngày hôm nay, so that we could have the life that we have today, sự sống vĩnh cửu mà Cha đã sắm sẵn dành cho mỗi đời sống của chúng con, an eternal life that you've reserved for each and every one of us. Chúng con cảm ơn Chúa vì tất cả Chúa Giêsu đã làm. We thank you, Lord, for everything that Jesus Christ has done. Chúng con không thể nào đủ lời lẽ để cảm ơn tất cả những điều Chúa đã làm cho cuộc đời của chúng con. There are not enough words to express our gratitude. Buổi sáng hôm nay, Chúa ơi, con nói với linh hồn của chúng con rằng, and this morning we speak to our souls and we say, hãy hết lòng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Bless the Lord, hãy chúc tụng danh thánh của Ngài. And praise his holy name. Mọi điều trong chúng con hãy ca tụng Ngài. Everything within me, và chúng con nói với linh hồn chúng con một lần nữa, Chúa ơi. And I say to my soul once again, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Praise the Lord, Jehovah. Chớ quên các ân huệ của Ngài. And do not forget his goodness. Hãy là Ngài tha thứ các tội ác chúng con. For he has forgiven us of our sins and healed our bodies. Chúng con cảm ơn Chúa. We thank you, Lord. Chúa ơi, Ngài là Đức Trời cao cả vĩ đại. We thank you, Lord, for you are the Almighty God and you are ready to become in the form of mankind, to allow, and come into our bodies, to allow us to be your temples of worship, and to lead us in every step. We cannot imagine, Lord. We thank you so much for your goodness, for every blessing upon your church, for an open heaven upon our lives, on our church, individuals as well. I pray, Lord God, that you'll continue to walk with us and lead each and every one of us according to your will. Lạy Cha, giờ này chúng con dâng các tài vật phần 10 mà chúng con có để cho Ngài. At this time, Lord God, we want to give up to you a portion of our giving, a portion of our finances, Lord God. Chúa Ngài mở cửa các cửa sổ trên trời để ban phước lại cho đời sống của mỗi chúng con. Open up the heavens to receive it and pour down your blessing, O Lord. Cầu xin Chúa Ngài chúc phước để hội thánh chúng con được sự khôn ngoan, được sự hướng dẫn của Chúa để tiếp tục mở mang vương quốc của Ngài.
We pray, Lord God, for wisdom to use the finances, Father God, to expand your kingdom. Con hết lòng tạ ơn Chúa và cầu with all my heart, I thank you, Lord, and I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Chú anh chị em đang theo dõi trên mạng trực tuyến cũng như quý thân hữu lần đầu tiên đến nhóm lại với hội thánh TBC. Greetings to you church as well as all of our guests that have arrived as well as those of you that are watching online. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì chúng tôi biết rằng sự hiện diện của ông bà anh chị em sáng hôm nay không phải là một sự tình cờ. We praise God because we know that your presence here this morning and joining us online is not a coincidence. Sẽ cảm động lòng của ông bà anh chị em cũng như sẽ bày tỏ chính mình Ngài và ban phước thật nhiều cho quý thân hữu lần đầu tiên đến nhóm lại với hội thánh VBC của chúng tôi. May the Lord touch you and bless you. And for those of you that are visiting us this morning, may the Lord move in your hearts mightily. Sau giờ thờ phượng này, xin chúng ta cùng dừng bước tại bàn thông tin nằm bên phía tay trái của tiền sảnh. Hội thánh chúng tôi có món quà nhỏ muốn trao gửi đến quý thân hữu. If it is your first time here joining us for worship, we encourage you to stop by our information table after service in the foyer. Sáng nay, hội thánh có vài thông báo muốn gửi đến quý ông bà anh chị em. We have a small gift that we want to share with you as well as receive your prayer requests. Now, moving on, we have a few announcements that we want to share with you. Đối với những gia đình có con em nhỏ từ 1 đến 12 tuổi, hội thánh có mục vụ cho các em thiếu nhi bên tòa nhà CLC. For families with children between the ages of 1 and 12, we have a ministry for your children. It takes place in the CLC, which is the building to your left. Tại đây, các em sẽ được các thầy cô hướng dẫn hát ngợi khen thờ phượng, học kinh thánh, làm thủ công, chơi game và sẽ có bữa ăn nhẹ. And here at VBC Kids Ministry, your children will learn the Word of God. They will be able to worship the hymn with their peers. They'll participate in recreations, do snacks, and some crafts. Và thông báo kế tiếp, trong tuần sau, chúng ta sẽ chỉ có một buổi tối cầu nguyện vào tối thứ ba, 7 giờ rưỡi tại hội thánh VBC của chúng ta. In this upcoming week, Thanksgiving week, we're going to have one revival praise and prayer service that will take place on Tuesday evening at 7:30 p.m. Chúng ta sẽ được nghỉ tối cầu nguyện thứ sáu và hội thánh khích lệ quý ông bà anh chị em chúng ta cùng dành nhiều thời gian cho gia đình của mình thông công, vui vẻ và chia sẻ những ơn phước Chúa đã làm cho chúng ta trong suốt một năm qua. We are going to put the Friday service on hold so that you, brothers and sisters, may have the opportunity and the time to spend time with your family and your friends to celebrate Thanksgiving and give thanks to the Lord. Và thông báo cuối cùng là sau giờ thờ phượng ngày hôm nay, xin chúng ta đừng ai ra về mà chúng ta sẽ ghé qua phòng CLC của chúng ta. Đội tuyển Dream Team sẽ có một buổi tiệc thịnh soạn dành cho chúng ta để kỷ niệm ngày lễ tạ ơn. And the very last announcement. We encourage everyone to stay back after service. Don't go home, brothers and sisters. Join us in the CLC for a Thanksgiving luncheon feast. And as we share in the meal together, we'll give thanks to the Lord. Sáng nay, tôi thấy rất là nhiều gương mặt mới của các anh chị em của chúng ta đến từ khắp mọi nơi. Nên hội thánh VBC ơi, chúng ta sẽ tranh thủ sau giờ thờ phượng hoặc trong khi chúng ta ngồi thông công dùng bữa. Xin hội thánh VBC của chúng ta hãy nhớ đến bắt tay thăm hỏi, trò chuyện cùng với các anh chị em của chúng ta để họ cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương từ hội thánh gia đình VBC của chúng ta. Amen. And this morning I see so many new faces that have joined us for service today. Once again, we welcome you. We encourage you to stay back for our fellowship lunch and to give us, VBC Houston, the opportunity to get to know you better. We say fellowship, that means that we sit with you. We welcome you. We get to know you, your prayer needs, and we're also going to share in a meal together with you. So stay back after service. Nguyện xin Chúa sẽ cảm động tấm lòng của các anh chị em để rồi anh chị em sẽ quay lại nhóm lại với hội thánh VBC trong những ngày tháng sắp tới nữa. Cảm ơn quý vị. And we pray that with the warm welcome that you receive and the touch of God that you sense today, that you'll come and join us over and over again to worship the Lord God Almighty. Và đó
thông báo Hội Thánh muốn gửi đến quý ông bà, anh chị em. Thì giờ này xin chúng ta cùng chào đón Mục sư Khánh sẽ chia sẻ sứ điệp và chị Hiếu Rô sẽ thông dịch. Those are all the announcements that we have for you this morning. So now let us welcome up Pastor Khan as he shares the word of God. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý bạn chị em, xin mời quý vị ngồi. Praise the Lord and thank you brothers and sisters, please be seated. Trước khi chúng ta cùng học lời của Chúa, chúng ta đã cảm ơn Chúa Giêsu của chúng ta, đấng cứu Chúa của chúng ta, đấng đã yêu thương chúng ta và đã ban cho chúng ta những điều tốt nhất ở trong ơn của Ngài. Before we go into the message, we've already come to the Lord giving thanks to him for his goodness in our lives, for every blessing that we received from him. Trong thời gian này tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và cảm ơn đội tuyển của chúng ta. But now I would like to take a moment to give thanks to our dream team. Vì những việc mà anh chị em đã làm để phục vụ trong suốt năm nay. For all that you have done to serve the Lord over the past year. Năm nay chúng ta có tới 2 chuyến ministry tại Việt Nam, cho nên chúng tôi đã phải nhờ anh chị em giúp đỡ rất nhiều. Và cảm ơn Chúa, anh chị em không ngần ngại và đã tiến vào vị trí để phục vụ một cách hết sức là tuyệt vời. Over the past year, we've had 2 missionary trips, ministry trips to Vietnam. And in that, we invited Dream Team members to help us and serve the Lord and share the word of God. None of you hesitated in your yes to the Lord, and we want to say thank you. Và các anh chị em đi chung với chúng tôi cũng đã phục vụ một cách hết sức là phước hạnh trong ơn của Chúa, và cũng có những người đã tiến lên để đặt tay cầu nguyện cho những người đau ốm. Và Đức Chúa Trời đã làm việc với anh chị em và chúng tôi vui mừng vì thấy rằng Chúa đã sử dụng anh chị em một cách hết sức là đặc biệt. The brothers and sisters who joined us for those ministry trips, we want to thank you as well. You have risen up to step in to what the Lord has in store for you as you've reached out your hand to even lay hands to pray for people. And I praise God for how he's moving in your life as well as the support that you gave as we went on the ministry trip. Cảm ơn Chúa cho các em từ Seattle mà chúng tôi đã nhận làm con thuộc linh đã phục vụ một cách hết sức là cực lực ở trong chuyến này, và Chúa ban phước lại trên đời sống của các em. I also want to thank my spiritual sons and daughters in Seattle. I'm sure you're watching online. I want to thank you for joining us and giving everything that you had to serve the Lord. Cảm ơn bà Mục Sư Phong và tất cả con gái của Chúa ở tại Việt Nam đã đón tiếp, đã hỗ trợ chúng tôi để có thể phục vụ. Tổng cộng chúng ta phục vụ hơn 3,000 người trong suốt 5 địa điểm mà chúng ta đã hầu vị Chúa ở tại Việt Nam cũng như tại Philippines. I also want to take a moment to thank Pastor Phong and his wife, as well as the church there and all the brothers and sisters in Vietnam who hosted us, who led the way, who took us to different places so that we could minister to over 3,000 people at 5 different locations. Chúng tôi cảm ơn Chúa và cảm ơn đội tuyển đã giúp đỡ yểm trợ cho vì chúng ta tổ chức đại hội phục hưng năm nay. I also want to thank the Dream Team for all that you did for us to have Revival Conference this year. 137 người trong chúng ta đã phục vụ một cách hết lòng và cảm ơn Chúa. Chúng ta có một đại hội hết sức là tuyệt vời trong ơn của Chúa. There were 137 Dream Team members who served the Lord over conference to serve all of the attendees, and we thank you. Và cảm ơn các anh chị em vì gương hầu vị Chúa của anh chị em đã được nhiều người học hỏi và đang lan tỏa ra khắp nơi. Và chúng tôi đã được nghe các nơi họ nói rằng họ học từ nơi cách anh chị em phục vụ Chúa, làm việc ở trong đại hội. Và bây giờ đến phiên họ làm ở tại Việt Nam và những nơi khác. And Dream Team, I just want to say thank you for the example that you set in serving the Lord with all of your heart, with all of your strength, and with all of your mind in worship of Him. Those that attended the conference, those who have encountered VBC Houston, have been inspired by the example that you've set in serving the Lord. And they've taken that back home to their home states, their home countries, in order your model, and they want to go after that example in order to serve the Lord. Có những cuộc đời, có những chức vụ đã được phước hạnh qua sự phục vụ của anh chị em của Đại hội Phục Hưng. Bây giờ họ mang về Việt Nam và hội thánh của họ đã phát triển một cách hết sức là lớn lao. Và chúng tôi cảm ơn anh chị em đã phục vụ một cách hết lòng để các đầy tớ của Chúa, con cái của Chúa có thể có những thời giờ đón nhận được những phước hạnh mà Chúa ngài dành ban.
And I want to share with you that the people that your lives and your service unto the Lord bless not only individuals but blessed ministries, because those people have gone back to Vietnam and their ministry has flourished because they were able to receive a touch from God. They were able to receive an infilling of the Holy Spirit. They were able to be impacted by God at revival conference, and that is because you gave to the Lord wholeheartedly in your service. Cảm ơn Chúa cho những anh chị em đã phục vụ, mà cũng có nhiều người cũng đã đồng hành với chúng tôi trong các chuyến đi này, trong sự dâng hiến cũng như là trong sự cầu nguyện. I also want to thank those who have participated and joined us on the ministry trips through your financial giving and through your intercessor, your intercession as you've prayed for us. Cũng cảm ơn đội tuyển vì hôm nay đánh dấu tròn một năm chúng ta đã hai lễ tiếng Anh và tiếng Việt chúng ta nhóm chung lại với nhau. Và các anh chị em đã phục vụ, đã sắp đặt đi những công việc chúng ta diễn ra ở trong nhiều ngày qua. Thật là phước hạnh một năm chúng ta nếm trải được cái bầu không khí mà cả gia đình, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt có thể cùng thờ phượng Chúa chung với nhau. And on that note, I want to say that today marks 1 year to date that we've had one service that's bilingual, both English and Vietnamese. So Dream Team, I want to say thank you for your service unto the Lord, for all that you've done, the rearranging in your lives to make this happen over the past year. Because of this, we have families, multi-generational families that speak both Vietnamese and English, have been able to sit together in a worship service to receive the same thing from the Lord. Và tôi cũng không quên để cảm ơn tất cả các anh em, quý ông đã đến để chuẩn bị dọn dẹp cơ sở sân phết ở trong những ngày qua. Có những ngày tôi không lên được, nhưng mà theo dõi qua ring camera, thấy anh em làm việc một cách rất là cực nhọc. Cảm ơn tất cả các anh em đã giúp đỡ để cơ sở nhà Chúa được khang trang, sạch sẽ để chúng ta đón tiếp các bạn hữu chúng ta đến đây trong một không khí cũng như trong một môi trường hết sức là ấm cúng để hoan nghênh họ ở trong ơn của Chúa. I also want to thank the brothers in Christ who have and some sisters who diligently came up on Saturday. I saw some women, who came up diligently Saturday after Saturday to come and prepare the house of the Lord, to get the house of the Lord ready to receive all of our, not only our believers, but our visitors, our guests, to show forth that we take pride in the house of God. And the pastor used the word to welcome them with warmth, but I want to say thank you to those people who fixed the AC so that we could have receive you in the coolness of AC. Amen? Amen. And so we thank you, brothers, for coming and getting the house of the Lord ready. A pastor was unable to come some certain Saturdays, but he was able to watch you on ring camera and saw your diligence in serving the Lord. So we say thank you. Vì lý do đó, chúng tôi xin kính mời tất cả đội tuyển của Hội Thánh sẽ đến trong buổi tối thứ Bảy, ngày 14 tháng 12 vào lúc 7 giờ tối, để chúng ta sẽ có buổi tiệc đặc biệt để chúng ta cảm ơn tất cả những người trong đội tuyển đã phục vụ trong suốt năm qua. And on that note, for those of you in the Dream Team who have served the Lord with everything that you have, we have a special night in which we want to say thank you to you. That's going to be on Saturday, December 14th at 7 p.m. Please join us this evening. Set it in your calendars and join us. Chúng ta sẽ làm một cái buổi tiệc để chúng ta cùng cảm ơn Chúa và khích lệ nhau để chúng ta cùng hầu việc Chúa ở trong ơn của Ngài. On this evening, we're going to have a service, a celebration to celebrate all that the Lord has done and encourage each other, but also to say thank you to you, Dream Team members. Amen, anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa vì sự phục vụ. Cảm ơn Chúa service. Vì tinh thần của anh chị em. Praise the Lord for your heart for the Lord. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào trong sứ điệp ngày hôm nay. So now we'll step into the word of God. Chúng ta cùng nhau học sức mạnh quyền năng của sự cảm tạ để chúng ta biết và chúng ta bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa của chúng ta mỗi ngày. On this Thanksgiving Sunday, the theme of today's message is the power of thanksgiving. We're going to learn together what the power of having a thankful heart is before the Lord. Khi chúng ta nói đến cảm tạ thì định nghĩa của cảm tạ thật là gì? Whenever we talk about thanksgiving, let's first define it. Chúng ta
Cảm tạ là chúng ta kể lại những việc Chúa Ngài đã làm. When we give thanks to the Lord, we're telling of the goodness of God, the things that He has done for us. Và nhận biết rằng không có những gì chúng ta làm là thành tựu của sức mạnh của cá nhân chúng ta, nhưng mà đó là sự chúng ta nhận được từ nơi Chúa để chúng ta thực hiện những công việc này. And in thanksgiving, we recognize that all that we've done, all that we have is not of our own achievement, but all from the Lord God Almighty. Và đó là đơn giản chúng ta đếm các phước lành của Chúa. It's very simple to count the blessings of God. Như Thi Thiên 103 câu 1 đến câu 2 nhắc chúng ta. As Psalm 103 verse 1 and 2 remind us. Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Và mỗi điều gì ở trong ta, hãy ngợi khen danh thánh của Ngài. Praise the Lord, O my soul. All my inmost being, praise His holy name. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va và chớ quên mọi ân huệ của Ngài. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Chúng ta rất dễ quên ơn của Chúa. It's very easy for mankind to forget the goodness of God. Và nếu không khéo những cái And if we're not careful, whenever we forget His goodness, biến chúng ta trở nên của người vô ơn Chúa. It changes us to be people who are thankless. Tôi sẽ nói đến cái hậu quả của việc vô ơn Chúa như thế nào. I want to talk to you about the consequence of not being thankful. Nhưng mà trước nhất chúng ta để ý đến điều mà lời của Chúa khích lệ chúng ta phải biết ơn Chúa và tại sao như vậy. But first, let's go to the Word of God to see the encouragement that the Lord gives us to give thanksgiving. Định nghĩa thứ hai của cảm tạ đó là một cái thái độ biết ơn đối với Chúa vì những gì Ngài đã làm cho chúng ta. The second definition of thanksgiving is to have a heart that is grateful for all that God has done. Định nghĩa thứ ba đó là nó là một cái sức mạnh thúc đẩy ở trong trái tim của chúng ta tôn vinh Chúa cho những việc Chúa đã làm trong cuộc sống của chúng ta. The third definition of having a thankful heart is a moving within us that encourages us to praise God. Cái tác giả của các thi thiên trong đó có rất là nhiều thi thiên do chính vua David đã viết. Many psalms by which the author, who is David, has written, who has encouraged us this. Bởi vì ông là người biết ơn Chúa. Because he is one who had a grateful heart towards God. Và Đức Chúa Trời Ngài nhìn trong tất cả mọi việc ở trong đời sống ông cũng như những lúc ông thất bại. When God looked at David's life, every facet of his life, both in his successes and his failures. Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy tấm lòng biết ơn Chúa của ông. God saw his grateful heart. Và Chúa nói rằng ông là cái người làm vừa lòng Chúa. And God says that this is a man who is pleasing to me. Thi Thiên 92 từ câu 1 cho đến câu số 3 và câu 10 cho đến câu số 15 là các câu kinh thánh mà chúng ta cùng suy nghĩ buổi sáng hôm nay. If you have your Bibles, open with me to Psalm 92 verses 1 through 3. We'll also jump to verse 10 through 15 because that is where we're going to take the message of the Lord today. Hỡi Đấng Chí Cao, lấy lòng tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va và ca tụng danh của Ngài. It is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name. Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài. To declare your loving kindness in the morning and your faithfulness every night. Trên nhạc khí 10 dây và trên đờn cầm, quả thinh với đờn sắt. On an instrument of 10 strings, on the lute and on the harp, with harmonious sound. Nhưng Chúa làm cho sừng của tôi ngước cao lên như sừng của con bò tót. Tôi được sức bằng dầu mới. Then we go to verse 10. But my horn you have exalted like a wild ox. I have been anointed with fresh oil. Mắt tôi cũng vui thấy kẻ thù nghịch tôi bị phạt, và tai của tôi vui nghe kẻ ác giấy nghịch tôi bị báo lại. My eye has also seen my desire on my enemies. My ears hear my desire on the wicked who rise up against me. Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, lớn lên như cây hương nam trên Liban. The righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Những kẻ trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Dầu đến buổi già bạc họ sẽ còn xanh bông trái, được thành mẫu và xanh tươi. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. Họ cho tỏ ra Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Ngài là hòn đá tôi, trong Ngài chẳng có sự bất nghĩa. To declare that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Anh chị em, chúng ta là những người trong vương quốc của Đức Chúa Trời. My brothers and sisters, we are kingdom people. Chúng ta được Chúa ban cho chúng ta những điều màu nhiệm. God has given us amazing things. Và Mác chương 4 câu 11 cho chúng ta biết lẽ thật này. And Mark chapter 4 tells us this. Verse 11. Verse 11. Sự mầu nhiệm về vương quốc của Đức Chúa Trời đã được ban cho các con,
Nhưng đối với người ngoài thì mọi sự đều nằm trong các ẩn dụ. Mark chapter 11 verse 4. I mean chapter 4 verse 11. Chúng ta thấy tại đây Chúa ngài cho chúng ta thấy là con dân của vương quốc Đức Chúa Trời. We as people of God. Chúng ta được Chúa ngài bày tỏ ra cho chúng ta những lẽ thật, và khi chúng ta hiểu những lẽ thật này, chúng ta áp dụng trong đời sống của chúng ta, đời sống của chúng ta sẽ sống từ phước hạnh đến phước hạnh. The Lord reveals truth to us, and when that truth is revealed and we choose to apply it and live by it, we live from blessing to blessing. Mọi sinh hoạt của vương quốc này là những điều siêu nhiên, và mọi việc đều là siêu nhiên. Every kind of life that we live in this kingdom is supernatural, all things supernatural. Và một khi chúng ta hiểu được như này, chúng ta thấy đời sống Cơ Đốc nhân chúng ta là một đời sống siêu nhiên trước mặt Chúa. And when Chúa. We understand this, we recognize that a Christian's life should be a supernatural life in the Lord. Và cũng để chúng ta kinh nghiệm Chúa một cách siêu nhiên trong ơn của Ngài. And He allows us to experience His supernatural. Một trong những điều siêu nhiên đó là tấm lòng biết ơn Chúa là quyền năng. One of the supernatural things is a grateful heart is a heart of power. Và Chúa ngài ban cho chúng ta những khả năng để chúng ta có thể bước những bước cao hơn khi chúng ta có một tấm lòng biết ơn Chúa. And God gives us the ability to go to another level in Him whenever we have grateful hearts to the Lord. Chúng ta không thể lên mức độ cao hơn nếu thiếu thái độ của lòng biết ơn. We cannot go to that next level, that higher level, if we are ungrateful. Cho nên thứ nhất chúng ta cùng hỏi là điều gì khiến cho tạ ơn đầy quyền năng. So the first question that we're going to ask ourselves is what causes thanksgiving to give us power? Câu trả lời là bởi vì tạ ơn dọn đường cho ảnh hưởng mới cho chúng ta. And the answer is that gratefulness paves the way in the Lord. Chúng ta thấy ở tại đây tác giả của Thi Thiên 92 nói rằng mỗi lần mà chúng ta thật lòng cảm tạ ơn Chúa thì có một sự sức dầu mới được đến trên cuộc đời của chúng ta. The word of the Lord tells us in Psalm 92 that whenever we give thanks to the Lord and sing praises to His name, there is a new power that comes upon us. New anointing. A new anointing. Và chúng ta biết rằng Chúa ngài có thể cho chúng ta một ảnh hưởng lớn rộng khi chúng ta có một tấm lòng biết ơn Chúa. And we know that God can cause us to have a great impact and a sphere of influence whenever we have grateful hearts to the Lord. Với lòng biết ơn và bày tỏ sự cảm tạ một cách liên tục, chúng ta thấy rằng Chúa ngài vui lòng và ngài đổ sự sức dầu tươi mới trên chúng ta. With a grateful heart and constant words of thanksgiving, we see that God pours out His anointing upon us. Bởi vì sự sức dầu là những cái khả năng siêu nhiên bởi quyền năng của Đức Thánh Linh có thể giúp đỡ để chúng ta có thể phục vụ một cách tốt hơn. Because the anointing is the supernatural ability to be able to serve God at a greater level. Cảm tạ là chúng ta biết ơn Chúa vì những gì Chúa ngài đã ban cho chúng ta và chúng ta làm lợi ra như người đã quản lý các ta lân mà Chúa ngài ban cho. Whenever we have thanksgiving, we are being a good steward of everything that God has given us to be grateful to Him for that. It's almost as if the servant who is stewarding the talents that God gave him or the master gave him. Nhận được các ta lân đem ra làm lợi ra. Receive the talents, goes out and invests it. Biết ơn chủ đã giao cho mình cái trách nhiệm này. He is grateful that his master gave it to him và and he invests it. Và được cái đặc ân để quản lý gia tài của chủ. He recognizes that that's an honor be able to steward these talents. Thì cái sự ban phước của chủ đó là trung tín trong việc nhỏ sẽ được giao cho những việc lớn hơn. And so the responsibility that the master gives is to be faithful in the small things and then you will be given even more. Ngược lại những người vô ơn. And opposite, when we speak on the other side of things, ones with great ungrateful hearts. Thì không sử dụng những gì chủ giao. That they're not using what their master has given them. Và cũng đã làm cho cái của mà được giao ở trong tay, những cái tá lân được giao trong tay ở chỗ đứng động và đem chôn mình dưới đất. And it causes the talents that have been given to them to be stagnant and in the end it's buried in the ground. Như David ông nói rằng ông được sự sức dầu mới luôn. What David tells us that he has a great anointing, a new anointing in the Lord. Bởi vì ông là người biết ơn Chúa. Because he is one who is thankful to God. Ông cảm tạ Chúa cho những thành quả mà đã xảy ra trong đời sống của ông. He thanks the Lord for all the fruitfulness in his life. Và ông nhận biết được rằng đó là việc Chúa làm xuyên qua đời sống của ông. And he recognizes that this is what God has done in him. Cảm ơn Chúa, David là một người có một đời sống liên tục cảm tạ Chúa. We praise God because we see in David's example that he constantly give thanks to the Lord. Ông ngợi khen Chúa luôn luôn. He praised God always. Và Chúa đã ban thưởng cho ông. And God has blessed him for it. Chúng ta xem ở trong
Thi Thiên 89 từ câu 20 đến câu 24 để chúng ta thấy những điều tuyệt vời mà Chúa đã giao cho David. Let's look together in Psalm 89 verse 20 through 24. Xin chúng ta nghe những điều này và chúng ta nói với Chúa rằng là Chúa, con cũng muốn nhận được những điều này. Let us hear the word of God and come to the Lord and say, God, I want to receive this as well. Ta đã gặp David là kẻ tôi tớ ta, sức cho người bằng dầu thánh ta. I have found my servant David and my holy oil I have anointed him. Tay ta sẽ nâng đỡ người, cánh tay ta sẽ làm cho người mạnh mẽ. With whom my hand shall be established, also my arm shall strengthen him. Kẻ thù nghịch sẽ chẳng hiếp đáp người, còn kẻ ác cũng sẽ không làm khổ sở người được. The enemy shall not outwit him, nor the son of wickedness afflict him. Ta sẽ đánh đổ kẻ cừu địch người tại trước mặt người, và cũng đánh hạ những kẻ ghét người. I will beat down his foes before his face and plague those who hate him. Và câu 24, song sự thành tín và sự nhân từ ta sẽ ở cùng người. Nhân danh ta, sừng của người sẽ được ngước lên. But my faithfulness and my mercy shall be with him, and in my name his horn shall be exalted. Anh chị em, đó là điều Chúa cũng muốn làm cho mỗi một chúng ta. My brothers and sisters, this is what the Lord wants to do for each and every one of us. Nhưng mà cái điều kiện Chúa muốn thấy trong cuộc đời của chúng ta. But what God wants to see in our lives là chúng ta biết quý những gì Chúa đã ban cho chúng ta ngày hôm nay. Is that we are grateful and we treasure everything that God has given us today. Cảm ơn Chúa vì những gì Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay. Praise the Lord for everything that He's given us today. Để rồi Chúa ngày sẽ đổ ơn càng hơn. So that He will pour out His blessing even more so. Khi Chúa ngài giao cho chúng ta những trọng trách lớn hơn, and whenever He gives us greater responsibilities, thì ơn của ngài lại ban cho chúng ta càng hơn. Then His grace, His favor is given to us even more so. Như lời của một bài thánh ca, just as the word of a psalm or a hymn ngài says, ban thêm ơn khi God giao phó gives, cho ta thêm trọng trách. He gives us more grace when He gives us more responsibility. Dù khi gian nan xảy qua, no matter what thêm happens in my life, thường. The Lord will strengthen me and give me supernatural strength. Cho anh chị em hãy có lòng biết so ơn Chúa. So brothers and sisters, have a grateful heart. Không to the bằng Lord, miệng, not just by word in your nhưng mouth, mà làm lợi tất cả những gì Chúa đang giao cho chúng ta hiện tại. But make an investment, make a good thing come out of everything that He has given you. Rồi chúng ta thấy Chúa ngài giao chúng ta những việc lớn hơn. Then we'll see that the Lord will give us even greater responsibility. Theo với những cái trọng trách lớn hơn đó, and with those that greater responsibility, là sự ban cho phước hạnh của ngài lớn hơn will để be chúng greater ta có thể thực blessing, hiện những công việc lớn greater này. Provision, so that we can accomplish those responsibilities. Một việc chúng ta tấn tới trong ơn của Chúa. Another thing where we can move forward in the Lord, để chúng ta có thể lên trốn cao hơn, to go to a higher level with Him. Tạ ơn là chìa khóa để kinh nghiệm sự đắc thắng một cách siêu nhiên. Thankfulness is the key to give us victory, supernatural victory. Bởi vì mỗi con cái của Chúa đều có một thiên mệnh lớn lao mà Chúa đã định cho chúng ta. Because every believer has a great mandate, a great destiny that the Lord has in store for us. Kẻ thù biết điều này nên nó ra sức để tấn công chúng ta. And so the enemy comes against us. Nhưng với sự cảm tạ, but through thanksgiving, cặp theo với sự ngợi khen, along with praise, chúng ta giao phó trận chiến ở trong tay Chúa. We give the battle into the hands of the Lord. Và chúng ta không phải tự chiến trận nữa. And we no longer fight in our own strength. Lúc bây giờ chiến trận thuộc về Đức Chúa Trời. But now the battle belongs to the Jehovah. Chúng ta nhớ Jehoshaphat không anh chị? We remember Jehoshaphat, right? Vua của dân Judah. The king of the tribe of Judah. Và chúng ta thấy rằng ông đã kinh nghiệm điều này. And we see that he experienced this. Ở trong Sử ký thứ nhì chương 20 từ câu 22 đến 24. Let's look at 2 Chronicles chapter 20 verse 22 through 24. Chúng ta thấy một liên minh của các nước hiệp lại với nhau để tấn công xứ Judah. We see a combination of armies, the enemies come against the tribe of Judah. Và dân đội quân này đông đảo vô số. And these soldiers were innumerable. Jehoshaphat khi biết điều này, Jehoshaphat, when he knew this, ông biết rằng ông không thể nào làm gì he khác knew hơn that được. He could not do anything else. Và ông mời một người của Đức Chúa Trời and đến để giúp đỡ, cố vấn cho ông. A man of God to counsel him. Và chúng ta thấy rằng tiên tri đã nhận được sự mặc khải từ nơi Chúa. And we see that the prophet of God received a revelation. Nhắc nhở cho Jehoshaphat to remind Jehoshaphat and the people of God. Làm cái công việc mà chúng ta đang được nhắc nhở ngày hôm nay. To do the thing that we're being reminded of today. Đó là hãy ca hát và ngợi khen Đức Chúa Trời. And that is to praise the Lord, to sing praises to His name. Lúc bây giờ cuộc chiến sẽ nằm vào trong tay của Chúa, then we know that the battle will belong into the Lord's hands and not in their hands. Lời của Chúa chép như thế này. The word of the Lord tells us. Đừng lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen, thì Đức Giê-hô-va đã đặt phục binh xông vào dân Ammon, dân Moab và những kẻ ở núi Seir đã đến để hãm đánh Judah và các dân ấy đều bị bại.
Now when they began to sing and to praise, the Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, and they were defeated. Và câu 23, dân Ammon và dân Moab dấy lên đánh dân núi Seir, đặng diệt chúng nó đi. Khi đã diệt dân Syria rồi, thì chúng lại trở giết lẫn nhau. For the people of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir to utterly kill and destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they helped to destroy one another. Khi dân Judah đến tháp canh ở đồng vắng, nhìn thấy đám quân đông đảo, thì thấy những thây nằm sải ở trên đất, chẳng có một ai thoát khỏi được. So when Judah came to a place overlooking the wilderness, they looked towards the multitude, and there were their dead bodies fallen on the earth. No one had escaped. Bức ảnh ban đầu chúng ta thấy hết sức là khó khăn. We see in the beginning of this story that it looked very challenging. Ba nước hiệp lại với nhau. There were three nations that combined together to fight against Judah. Quân của họ đông đảo không thể đếm được. Their soldiers were innumerable. You couldn't even count how many they had. Và chúng ta thấy chiến thuật của Đức Chúa Trời and đã we see the strategy of the Lord showing his people. Điều họ cần làm là ca hát và ngợi khen Chúa. What they needed to do was to sing praises to the Lord. Để bày tỏ lòng biết ơn. To reveal their grateful hearts to him. Và công bố bằng miệng của họ. And to declare with their mouths. Đức Giê-hô-va là Đức Giê-hô-va vạn quân, Ngài sẽ chiến trận cho họ. That Jehovah was was the one who was going to fight on their behalf. Và họ cảm tạ Chúa vì họ là tuyển dân của Chúa. And they praised God because they were His chosen people. Và Đức Chúa Trời chí cao là Đức Chúa Trời của họ. And the most high God was their God. Lúc bây giờ Đức Chúa Trời Ngài có trọn quyền pháp lý để có thể đánh trận cho họ. And at that time the Lord had full authority to be able to fight on their behalf. Một thái độ khác có thể xảy ra. Another situation could have occurred. Đó là khi thấy đoàn quân đông như vậy đến tấn công. And that is that if they were to see a great army come against them, thì Jehoshaphat và dân sự của Chúa có thể run sợ và bối rối. What they could have done, Jehoshaphat and the people of God, is they could have begin to quiver in fear, and they could have had confusion in their mind. Giống như nhiều người trong chúng ta đã làm. Just as some of us have done today. Khi chúng ta gặp những sự khó khăn. Whenever we are faced with trials of many kinds. Chúng ta ráng gắng sức bằng sức của mình để chúng ta giải quyết vấn đề. We try to fight in our own flesh to deal with that problem. Chúng ta đóng vai Đức Chúa Trời trong công việc đó. And when we do that, we're actually taking on the role of God. Và khi chúng ta không giải quyết được vấn đề, and whenever we can't solve that problem, chúng ta bắt đầu sợ. We begin to live in fear. Chúng ta bắt đầu lo lắng. We begin to worry. Sợ hãi và lo lắng cướp đi hay là chiếm đi, lấy đi cái sức mạnh của chúng ta. Steal our strength, our power. Nhưng khi chúng ta cảm tạ Chúa ngợi khen Ngài, but whenever we praise God and give thanksgiving to là Him, chúng ta nói với hoàn cảnh then của we're chúng telling ta, our circumstances là Đức Chúa Trời của chúng ta vĩ đại that hơn my God is greater than my problem. Và sự chăm sóc của Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. And His support, His care will help me. Họ chỉ có thể làm được. The people of Judah could only do it. Bởi vì họ nhớ đến những điều Chúa Ngài đã làm trong quá khứ. Remembered of God's goodness in their past. Nếu chúng ta đọc suốt đoạn Kinh Thánh whenever chúng ta sẽ thấy. Read throughout the scriptures we'll see. Họ nhắc lại Đức Chúa Trời vĩ đại là đấng đã dựng nên themselves họ. And begin to praise God đấng dựng nên as the God trời đất who vật. Created them, the God who created đấng all of the universe, the God who chose them to be His people. They thanked God and they reminded their own spirits. Thì Đức Chúa Trời Ngài đã thăm chiến và chúng ta thấy việc then God intervened and we saw what happened. Có một sự xáo trộn ở trong đạo quân của liên minh này. We saw confusion and chaos in the enemy's camp. Chúng ta thấy rằng họ trở gươm giết lẫn nhau. And we saw that the enemy turned the swords against each other and killed each other. Như vậy. A huge army, a vast army. Khi dân sự của Chúa đến nơi whenever the people of God came, they saw những thây nằm sải ở trên đất that và all chẳng of their có bodies, một ai thoát được. All of their bodies had fallen on the earth. No one had escaped. Thứ ba, chúng ta thấy sự phát triển nhân bồi đáp ứng với lòng biết ơn của chúng ta. The third thing that we're going to see is the multiplication of answers to prayers whenever we have a heart of gratitude. Mọi phước hạnh về tài chánh, về sự chữa lành, về sự bình an, về ơn của Chúa đến khi chúng ta có tâm lòng biết ơn Chúa và cảm tạ Ngài. Every blessing in our finances, in our health, in our healing, in our families come whenever we have grateful hearts to the Lord. Cho nên khi chúng ta biết ơn Chúa như chúng ta làm buổi sáng hôm nay,
Whenever we come to the Lord with grateful hearts, as we did this morning, khi chúng ta đối diện với bệnh tật, whenever we're faced with sickness, chúng ta có thể chạy đi theo phương cách của con người, you can run according to the ways of man, hoặc là chúng ta ngồi đó lo lắng sợ hãi, or you can sit there in fear and in worry, hay là chúng ta đứng dậy và chúng ta cảm ơn Chúa, or what you can do is rise up and thank God. Con cảm ơn Chúa vì nhờ những lần đòn của Ngài, con đã được lành ở trong Ngài. And you declare, God, I thank you that by your stripes I am healed. Và chính điều đó sẽ áp dụng cho đời sống của chúng ta. And that will then be applied onto your health. Thì chúng ta sẽ thấy sự chữa lành của Chúa. You're going to see God's healing come. Amen, anh chị. Amen. Cho nên chúng ta thay vì chúng ta nài nỉ khóc lóc với Chúa, hãy cảm tạ Chúa vì những gì Chúa Giêsu đã làm xong cho chúng ta. So instead of complaining to God and crying out to him, begging him for anything, come to him with thanksgiving. Trong tuần trước khi chúng tôi ở tại Cà Mau, last week when we were in Vietnam in the place called Cà Mau, ở trong cái buổi chữa lành thì in chúng the healing tôi đã dạy service, cho hội thánh của Chúa, we taught the church of God this. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những gì Chúa Giêsu đã làm xong cho chúng ta. We praise God, we thank the Lord for the things that Jesus Christ has already done for us. It's done. Và chúng ta có đức tin như người đàn bà bị bệnh mất huyết. We have faith as the woman with the issue of blood. Thay vì chúng ta ngồi đó và chúng ta nghi ngờ, nhưng mà chúng ta đặt lòng tin nơi những Instead gì Chúa nói. Instead of sitting there in doubt, we have faith in our Lord. Vì Đức Chúa Trời không bao giờ dối chúng ta. Because the Lord is not a liar. Và lời của Ngài là chân lý. His word is truth. Trời đất này sẽ qua đi. This earth shall come and go. Nhưng mà lời của Chúa đứng vững cho đến đời đời. But the word of God will stand for eternity. Và xem lời đó sẽ đem đến and that cái công word việc mà chúng ta thấy chúng ta cần. Will bring the promise that will answer your need. Amen, anh chị em. Amen. Và cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời, Ngài đã đáp lời. And praise God that the Lord responded. Khi những con người đến với nhận với lòng biết ơn Chúa. When people came to him with grateful hearts. Thì trong buổi trưa hôm đó, in that afternoon, that last week in Cà Mau, there were at least 300 people who received healing. Tất cả những chứng bệnh liên quan đến cuộc sống được chữa lành hoàn toàn. All of the pain that was in relation to back pain was completely healed. Every single person received healing. Ngợi khen Chúa, lần and này praise God, this không time, có một người nào đứng lên và nói rằng chưa có chuyện gì xảy ra. There was none who were able to stand up and say, "Oh, nothing's happened to me." Tất cả được lành. Everyone was healed. Rồi những người có những chứng bệnh khác. And there were people there that had other kind of sicknesses. Là làm chứng thật là tuyệt vời. There's a testimony there that was so encouraging. Có một bà bị bệnh there was đau a woman lưng, there bị gai cột sống. Who had back pain. Và bà nói rằng nhiều năm rồi bà nằm thì cái lưng của bà không sát xuống cái chiếc chiếu and được, she testified không nằm sát cái that lưng của when mình she xuống. Would lay down for many, many years, her back could not lay flat. Nhưng mà tạ ơn Chúa bà đã được lành. But praise God she was healed by the Lord. Một bà hơn 80 tuổi đã nhảy như một thanh niên. She was over 80 years old and she jumped up in thanksgiving to God. Ngợi khen Chúa. Praise the Lord. Một người bị xơ gan đến cái giai đoạn hết sức là khó khăn. Cirrhosis. There was a person there who had cirrhosis. Và đã được Chúa Ngài chữa lành. And God healed that person. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Một người người ta đem từ cái trung tâm của bệnh tâm thần đến. There was a person who was brought from the house of psychological mental institute. Và khi người này đến, and when that person was brought, chúng tôi đã công bố trong danh Đức Chúa Jesus. We declared in Jesus' name. Người này phải trở lại tỉnh táo. That this person would become coherent again. Và trong danh Đức Chúa Jesus. And in Jesus' name. Người này phải được lành. This person would be healed. Và tạ ơn Chúa. And praise God. Mấy ngày sau người này đến hội thánh Thiên Ái và đi thờ phượng. Several days later this person came to the church called Thiên Ái and came to worship the Lord. Ngợi khen Chúa. Praise the Lord. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Đức Chúa Trời không bao giờ lừa dối chúng ta. God does not lie to us. Ngài He doesn't trick us. Whatever he says is the truth. And whenever we believe, we will see it happen. Khi chúng ta biết ơn Chúa về whenever những we are Chúa grateful đã to the Lord, ta, come to him with thanksgiving. They will Chúa. Receive every reward, every blessing in him. Chúa. Praise the Lord. Sự phát triển được lớn lên nhân bội khi đáp ứng lại với lời cảm tạ của chúng ta. Multiplication happens as it responds to our words of thanksgiving. Và Đức Chúa Giêsu đã nêu gương này cho and chúng ta. And Jesus Christ gave us this example. Khi Ngài lấy bánh tạ ơn rồi whenever phân phát he took ra. The bread, he broke it, gave thanks for it, and then distributed it to the people. Trong Giăng chương 6 từ câu 6 let's đến look câu at số John 13. Chapter 6, verse 6 to 13. Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chứ Ngài đã biết điều Ngài phải làm rồi.
But he said this to test him, for he himself knew what he would do. Philip thưa rằng 200 denier bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them. Một môn đồ là Andre, em của Simon Peter thưa rằng đây có một đứa con trai có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá, nhưng đông người dường này thì ngần ấy có thấm vào đâu. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, "There is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish, but what are they among so many?" Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, "Hãy truyền cho chúng ngồi xuống, vả trong nơi đó có nhiều cỏ, vậy chúng ngồi xuống, số người ước được 5,000." In verse 10, Jesus said, "Make the people sit down." Now there was much grass in the place, so the men sat down in the number, and they were about 5,000. Bạn chị em để ý lên đây, Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta tại chỗ này. And let's look here at verse 11 as Jesus Christ sets the example for us. Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi. Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of the fish as much as they wanted. Chúng ta để ý đến việc Đức Chúa Giêsu ngài đã làm. Let's see what Jesus Christ did here. Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn. Christ took the bread, gave thanks. Và chúng ta thấy bánh đó đã được nhân bội lên. And we see here in the word that the bread was multiplied to feed the thousands. Và chúng ta thấy công việc đã diễn ra bởi vì lời tạ ơn của Chúa Giêsu. And we see that this happened because the Lord gave thanks. Anh chị em, sức mạnh của sự tạ ơn lớn vô cùng. My brothers and sisters, the power of a thankful heart is so great. Bởi vì tạ ơn là chúng ta biết ơn Chúa cho những gì Chúa ngài đã làm trong quá khứ. Because to give thanksgiving is to be able to thank God for what he's done in the past. Và cũng bày tỏ rằng chúng ta tin những việc trong tương lai Chúa ngài sẽ làm cho chúng ta. And in our thanksgiving, it also displays our faith in the promise of what God is going to do in the future. Luôn luôn có kết quả như vậy. To always have that result. Chúng ta nhớ người trong số 10 người phung đã được chữa lành mà we trở remember lại. When cảm we talk Chúa about không? The lepers, there were 10 that were healed. How many came back to give thanks to the Lord? Nhưng mà chúng ta thấy cái người đó trở lại. But we saw one come back. Là một người dân ngoại. And we saw that person was an outsider, a Gentile. Nhưng mà ông đi từ cái chỗ but he mà came from a place phung ông được sạch. Where his leper, he was healed from leprosy. Chúa ngài làm lớn hơn cho ông. And God did even, Lord Jesus Christ did và even greater. Chúa ngài đã phục hồi ông is that he restored him completely. Bởi vì ông đã trở lại cảm ơn because Chúa. He came back to give anh thanks em, to Christ. Có một cái sự gia tăng của phước hạnh của Chúa khi chúng ta cảm ơn ngài. My brothers and sisters, there is a multiplication, a greater level in the Lord whenever we give thanks to him. Năm chúng ta thấy tạ ơn khiến cho chúng ta được trồng ở trong nhà của Đức Chúa Trời. The fifth thing that we can see is thanksgiving establishes us in the house of God. Đây là sự mầu nhiệm phía sau những cái vững chắc của chúng ta trong vương quốc của Đức Chúa Trời. This is a wonder that we get to experience in the Lord. Thi Thiên 92 câu 13 Let's nói. Let's look at Psalm 92 verse 13. Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. They that still bear fruit in old age, they shall be fresh and flourishing. Chúng ta cảm ơn Chúa vì tấm lòng biết ơn Chúa. We thank the Lord for the grateful heart. Thì chúng ta sẽ được Chúa ngài trồng chúng ta trong nhà của ngài. We're going to see that the Lord will plant us in his house. Cảm ơn Chúa về dòng chảy của Thi Thiên 92 này cho chúng ta thấy we được. We thank the Lord for the flow, the river of God that is revealed to us in Psalm 92. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được trồng ở trong nhà của Đức Chúa. We thank the Lord that we are planted in the house of our Jehovah. Thì chuyện gì xảy ra cho chúng ta? Then what happens then? Đó là chúng ta sẽ trổ bông ở trong hành lang của Chúa. The word of the Lord tells us that we're going to flourish. We're going to flourish in the courts of God. Anh chị em hãy để Chúa ngài trồng chúng ta trong nhà của ngài. Let the Lord plant you in his house, brothers and sisters. Bắt đầu bằng lòng biết ơn Chúa. It starts with a thankful heart. Anh chị em muốn được Chúa trồng trong nhà của Chúa không? Do you want to be planted in the house of God? Bắt đầu đổi thái độ chúng ta. So you have to change your attitude. Từ cái chỗ lầm bầm, oán trách, chê chỗ này, chê chỗ kia. You have to move from a place of complaining and judgment and criticism of this and that. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì con được ở trong hội thánh này. But then you begin to thank God. You have to move to a place of God. I thank you for being able to Chúa be in this house. Khải tượng mà Chúa đã định cho I nhà này. I thank you, Lord, for the vision for this house.
Xin Chúa trồng con trong nhà Would của Chúa. Would you establish me? Would you plant me in this house? Để khải tượng mà Chúa đã cho hội thánh này. So the vision that you've given this church sẽ trở nên hiện thực trong cuộc đời của con. Can take place in my life as well. Tôi có thể hứa với anh chị em điều này. I can promise you this, brothers and sisters. Dựa trên lời của Chúa. Based on the word of God. Anh chị em sẽ trổ hoa trong nhà của Chúa. That you'll be able to flourish in the courts of the Lord. Nếu anh chị em than phiền. And if you sit around and you complain. Anh chị em đi và phê bình chỉ trích. And you go and you keep criticizing, judging this and that. Có cái chỗ nào xấu không? Oh, this place over here needs a little bit of work. Đúng hay là không? Oh, that seems a little messed up. Anh chị em, cái cây của anh chị em sẽ không ra một cái bông nào hết. I'm going to tell you, brothers and sisters, that your tree will not have any flowers or any fruit. And your leaves will begin to wither because you are not planted. Chúng ta chỉ như dây chùm gửi thôi. Dây chùm gửi. Okay, I'm going to do this literally. Then you'll just be like a yay, a rope or a vine, chùm gửi that's sent mailed. Parasite. Oh. That's a whole new vocabulary word in Vietnamese. Yay chim gai, a parasite feeding off of the vine. Chúng ta cần được Chúa ngài trồng chúng ta trong nhà. We need God to plant us in His house. Bằng cách chúng ta cảm ơn Chúa. How does that happen? By thanking the cảm Lord. Cảm ơn Chúa vì đây là hội thánh Chúa mang con đến. Thank Him for this is the church that You have brought me đây to. Đây là nơi mà con và gia đình Thank của con sẽ được nuôi dưỡng. Thank You that this is the place that where my family and I are going to grow in đây You. Đây là nơi mà con và this gia đình của con sẽ hầu việc Chúa. Where I and my family will serve You. Đức Chúa Trời sẽ mỉm cười trên đời sống của chúng ta. And God will smile upon your life. Và ngài sẽ trồng chúng ta and trong he nhà will của plant Chúa. You in His house. Phải không chị em? Right? Cho tôi nhắc anh chị em so là những người đang sinh hoạt trong VBC Houston. Those of you who are here at VBC Houston. Rất là nhiều anh chị em chúng ta khắp nơi trên thế giới. There's many people throughout the world. Họ ước mơ được những điều anh chị em đang có. They desire and long for the things that you have. Cho nên đừng phí phạm phước của Chúa đang ban cho chúng ta. So don't waste or take for granted the blessings đừng that God has for you. Đừng để ma quỷ gieo trong tư tưởng chúng don't ta. Don't let the enemy plant lies. Cái sự lầm bầm oán trách. In your mind and cause you to complain and to criticize. Nhưng mà hãy vui thỏa trong ơn của Chúa. But be joyous, be content in the Lord. Và nhận biết một điều cũng như quyết tâm làm. And be determined that. Tôi sẽ trở thành một thành phần không thể thiếu trong hội thánh của Chúa. That I will become a part of the house of the Lord that cannot be missing. Để rồi Đức Chúa Trời sẵn lòng để Ngài trồng chúng ta trong nhà của Ngài. So then the Lord will plant you in His house. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Có một phước hạnh xảy ra trong kỳ này mà chúng tôi ai trong đoàn đều công nhận. There was a blessing that happened during this last ministry trip to Vietnam and the Philippines that everyone on the team recognized. Có bốn chị em phụ nữ từ Seattle. There were four sisters from Seattle. Cảm ơn Chúa, trong nhiều năm họ khao khát muốn đi với chúng ta trong đoàn. Throughout years and years, they longed to be able to join the ministry team and to go to Vietnam to serve the Lord with VBC Houston. Và khi họ bày tỏ ước mơ của họ. And whenever they expressed their desire, thì tôi luôn trả lời như tôi trả lời cho tất cả những ai muốn đi. I answered to them as I do to everyone who wants to go. Bởi vì các chuyến đi của chúng ta có cái nhu cầu cần để biết cách để có thể phục vụ cầu nguyện cho những người cần được sự chữa lành. Because when we go on these ministry trips, the people that go with us, the team that go with us, the need out there requires a training, a studying, a learning. Chúng ta biết Việt Nam của chúng ta thì có rất là nhiều người cần được chữa lành. We know that in Vietnam there are so many people that need healing. Nếu chúng ta đến các bệnh viện chúng ta when thấy we go to the hospitals, we see nhiều khi một cái giường trong vườn cấp cứu có hai người nằm ở trên cái giường đó. In the emergency room on one bed alone there could be two people on it. Và rồi còn có trường hợp người nằm ở trên giường người nằm ở dưới đất. In other situations, we'll see one person on a bed and the other one on the floor of the emergency room. Và anh chị em chúng ta cũng ở trong các hội thánh. And my brothers and sisters, we in the church. Họ không tin nơi sự chữa lành của Chúa. They don't. The people in the church there do not believe in the healing power of God. Cho nên có nhiều khi người ta chờ cả năm hoặc là nhiều năm rồi để có cơ hội được chúng ta cầu nguyện cho họ. So sometimes these people will wait for years to have the opportunity to have somebody come and pray for them. Cho nên cái nhu cầu phục vụ những người cần được chữa lành rất là lớn. So the need
need, the prayer need for those that need healing is very great. Và cũng có rất là nhiều người trong xứ của chúng ta còn tối tăm. And there's many people in our country, our home country Vietnam, who live in darkness. Họ có cái hoạt động của quỷ trong đời sống. They have demonic actions, demonic oppression over them, and they move in the demonic. Cho nên hai điều cần để có so thể giúp đỡ và phục vụ các hiệu quả. In order to minister to these đó là people, sự chữa lành và giải cứu. Is that is to know and to learn about healing as well as deliverance. Cảm ơn Chúa hôm tháng 5 khi chúng ta có trường chữa lành được. And we praise God because in May, whenever we had the ministry of healing, the school of healing, thì các chị em này đã đến. Those sisters from Seattle flew to Houston to attend that school of healing. They were able to receive the teaching that all of us here were able to receive. Và điều đặc biệt tại đây. And the special thing is that they treasured it. Trở về và đã thực hành. And they went back to their home state in Seattle and they practiced the things that they learned. Đã bắt đầu thấy sự chữa lành của and they Chúa began đến to nhiều see người. The healing of God come upon people's lives. Luôn cả trong tiệm bánh, trong tiệm làm whether thức it ăn. Be a bakery or a restaurant. Và họ đã được Chúa ngài sử dụng một cách and God used them. Và cảm ơn Chúa, chuyến này họ đã tham dự. And praise God, these four sisters were able to join us on this ministry trip. Và Chúa đã sử dụng họ một cách lớn lao. And God used them greatly. Họ đã hướng dẫn tất cả những người tài xế taxi chở họ đi, tất cả đều tin Chúa hết. They were able to lead all the taxi drivers that drove us throughout the country. They led them to Christ. Tất cả những người họ cầu nguyện and và every single person lành, that they prayed for and ministered to received healing. Có trường hợp một người bị té, bị bể xương gót chân. There was only one exception. A person there's one special story I want to tell you about, and that is a person had fallen and had broken the bones in their heel. Và người ta, bác sĩ bệnh viện phải xỏ một cái cây đinh vào để có thể giữ hầu cho and that person xương had to have surgery in order to have this metal nail or for a lack of better words, a metal hinge placed into their heel for them to receive healing and walk. Khi đội của các chị em đến nhà của một chị em thì đã thấy được cái cảnh này. Whenever these sisters came to the house and they saw this person, gót chân nó đang ra nước vàng và đang có cái dấu hiệu đang bị lầm độc. The heel was coming out like the pus, the yellow pus that showed signs of infection. Nhưng mà tạ ơn Chúa khi các chị em dỡ cái chân bằng chân đó lên để cầu nguyện. But praise God when these sisters lifted up that person's leg and put their hands on the heel and prayed for that person. Những cái mảnh xương ở trong cái gót chân đó nó nhúc nhích và nghe cái tiếng động và nó đang lặp lại với nhau. Were moving and they could sense the healing taking place. Lập tức cái vết mổ nó được khô. Immediately the place of the surgery, the surgical incision area healed. Và sau 2 ngày thì thấy and after 2 days they saw complete healing. Và cảm ơn Chúa trở lại để hẹn với bác sĩ. And praise the Lord, that person had their follow-up appointment with the doctor. Bác sĩ nói rằng 8 triệu thì chụp thuốc mê để có thể lấy cái đinh đó ra mà không cần phải the doctor shared that like 8,000 people have to $1 million cost. Oh, that the cost would be $8 million to be able to put anesthesia to this person so that they can remove that metal nail or hinge. Còn 4 triệu thì chỉ có thể làm tê ngay cái vùng đó để có thể gỡ cái and it would cost $4 million to cause a numbing at the heel. Nhưng mà sẽ rất là đau đớn. But they would still experience a lot of pain. Đến ngày hẹn. And so on the day of the appointment, follow-up appointment, khi đến bệnh viện, when they arrived at the hospital, trong lúc ngồi chờ, while they were waiting, mở cái băng ra, and they opened up the bandage, thì thấy cái pin nó đã rớt xuống đất. What they saw was the pin, the hinge had fallen to the ground. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Bác sĩ khi được gọi đến và nói rằng, the doctors, when they were called forth, bây giờ cái pin cái miếng thép đó nó đã rớt xuống and đất said, well, here's the pin, here's the hinge, it fell out on its own. Bác sĩ nói làm gì có cái chuyện the này. The doctor said, how could this chuyện happen? Chuyện này là chuyện không thể xảy this ra. This is impossible. Cho đến khi ông tận mắt thấy cái pin nó đã rớt xuống đất. Until he saw with his very own eyes the thì pin. Thì bác sĩ nói rằng đây là chuyện lạ, đây là chuyện and không thể nào xảy said, ra được. And the doctor said, this is a miracle.
Anh chị em, khi chúng ta trân quý những gì Chúa ngài ban cho. My brothers and sisters, whenever we treasure what God has given us. Khi các anh chị em chúng ta khắp nơi trên thế giới trân quý những gì Chúa ban cho. Whenever our brothers and sisters throughout the world treasure what the Lord has given us here at VBC Houston. Thì Đức Chúa Trời đã ban phước và làm cho họ kinh nghiệm những cái. The Lord has blessed them and allowed them to experience the supernatural fruitfulness of God. Mỗi người trong đoàn này đều có thể ít nhất là đã cầu nguyện cho 30 người được chữa lành ở trong. Every person on the team at minimum prayed for 30 others who needed healing and saw that healing take place. Cái điều làm nên sự khác biệt đó là chính điều họ trân quý và cảm ơn Chúa vì họ đã nhận được huấn luyện và dạy dỗ từ hội thánh của Chúa tại đây. And the difference in their lives is that they treasured and thanked God for all the things that they had learned at the School of Healing here at VBC Houston. Hội thánh của Chúa tại Philippines cũng đã kinh nghiệm. The church in Philippines, they experienced God as well. Họ quan sát hội thánh của chúng ta sinh hoạt trong nhiều năm. They had been observing the way that our church operated and fellowshiped for many years. Và bà mục sư trưởng tại đó đã and the senior pastor there invited us. Nhiều năm về trước nhưng chúng tôi chưa có cơ hội để có thể đáp ứng. She invited us to come to the Philippines many years ago, but we had not had the opportunity to go. Nhưng mà tạ ơn Chúa năm nay Chúa mở đường. But praise the Lord opened the way for us. Cánh cửa phía Bắc Việt Nam chúng ta đóng cho chúng đối với chúng ta. That the doors of the northern Vietnam were closed to us. Cho nên năm nay chúng ta lại so then we có were cơ hội able để đáp ứng nhu cầu của anh chị em chúng ta tại Philippines. And the opportunity to go to the Philippines. Và cảm ơn Chúa, dấu kỳ phép lạ đã xảy ra. And we saw signs and wonders take place. Và hội thánh của Chúa được phước vô cùng. And the church of God was so blessed. Anh chị em, lòng biết ơn, nhận biết trân quý những gì Chúa ngài ban cho sẽ mở cửa cho chúng ta để chúng ta kinh nghiệm những bông trái hết sức là lớn lao trong ơn của Chúa. My brothers and sisters, to have a grateful heart, to have thanksgiving on your lips and praises to the Lord will allow you to bear fruitfulness, supernatural fruitfulness in Christ. Khi chúng ta có lòng biết ơn sẽ khiến cho chúng ta luôn xanh bông trái. Whenever you have a grateful heart with the Lord, you will always be fruitful. Khi chúng ta liên tục tạ ơn Chúa, whenever you constantly thank God, đời sống của chúng ta sẽ không yếu kém nhưng mà luôn luôn. You will not be weak in the Lord, but you will always have His blessing and His power in you. Luôn cả tuổi tác của chúng ta cũng không quyết định là chúng ta khỏe hay là yếu. Your age, your season in life will not determine whether you're healthy or not. Chúng ta xem câu số 14. Let's look at verse 14. Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn xanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. Già mà vẫn xanh bông trái. To be old and to still be fruitful. Amen. Amen. Cho nên có những người lớn tuổi trong hội thánh của Chúa. So if you're an elder here in the house of the Lord, dựa theo lời của Chúa, based on the word of God, nếu quý vị có lòng biết cảm ơn Chúa mỗi if ngày, if you have a heart that knows how to give thanks to God daily, và quý vị thấy được cuộc đời của mình đang hưởng và sẽ tiếp tục hưởng phước của Chúa, then you'll cho nên see mỗi the blessings of the Lord, cũng như ban ngày chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta ngợi khen ngài, and as a result you give thanks to Him in the morning and in the evening, thì lời của Chúa rằng dầu then the word of the Lord says that even in your old age, họ sẽ còn xanh bông trái, you will still bear fruit. Được thạnh mậu và xanh tươi. You'll be fresh and flourishing. Về thuộc linh, in the spirit, chúng ta sẽ xanh nhiều con cái thuộc linh. You'll be able to give birth to many spiritual children. Bởi vì đời sống biết ơn Chúa. Because of your heart that knows how to be grateful to the Lord, the Lord will use you to bring many to Him. Rồi chúng ta giúp đỡ họ trưởng thành ở trong Chúa. Then you'll help disciple them, let them grow in the Lord. Vì Đức Chúa Trời tin chúng ta được. Because the Lord can count on you. Ngài sẽ giao chúng ta những công việc này. And He will give you these responsibilities. Nhưng nếu chúng ta cứ lầm bầm quán trách, but if you continue to complain, tôi già rồi không ai còn biết nobody pays attention to me anymore. Và đời sống với chúng ta một cách tiêu cực. And your life is full of criticism. Thì Đức Chúa Trời không dám tin để giao cho chúng ta những con đỏ thuộc linh để chúng ta chăm sóc. The Lord won't dare count on you to do any responsibilities, to complete anything. Amen. Amen. Nhưng khi chúng ta có một lòng tươi mới, biết ơn Chúa, cảm ơn Chúa cho mọi việc Chúa cho. But when you have a heart that is fresh and fulfilled in the Lord, a heart of gratefulness and thanksgiving to Him, sẽ thu hút nhiều người đến với chúng ta. Then you're going to draw numerous people to Him. Những người trẻ quan sát quý vị.
Many young people will watch you. Họ thấy đời sống chúng ta được phước. And they're going to see that your life is so blessed. Nhiều khi họ chạy đến và xin cầu nguyện cho con, and they're going to come running to you and say, "Lay your hands on my head and pray for me." Còn nếu chúng ta khó khăn là không ai dám đến gần. But if you're a difficult person and nobody dares to come close to you, then how is it that you can be fruitful and be fresh and flourishing? Amen. Amen. Tại sao chúng ta phải tạ ơn? Why is it that we must give thanks? Bởi vì tất cả những điều chúng ta có đều đến từ Chúa. Because everything that we have comes from the Lord. Hơi thở chúng ta sống có the cái nguồn đến từ Chúa. In our lives comes from the Lord. Hơi thở tắt đi chúng ta chết. Whenever we stop breathing, we die. Nhưng mà loài người chúng ta được Chúa hà sinh khí but vào we thì as chúng ta mankind, the Lord breathes into us and gives us life. Mọi sự ban cho tốt lành đều everything đến từ Chúa. Everything good from the Lord comes from God. Nếu không phải từ trời ban cho một người thì chúng ta không lãnh được điều gì hết. If it's not from God, we could not receive anything. Cho nên chúng ta phải tạ ơn Chúa là như vậy. So we have to give thanks to the Lord. Không phải do ước muốn hay là năng lực cá nhân mà chúng ta được tấn tới nhưng được Chúa ngài ban phước trên chúng ta. It's not anything by your own strength or your power that you can move forward or go to the next level, but it's only by God's blessing. Cho tôi tiêu cực một chút trong chỗ này. So let me input something a little bit here. Đây là điều hết sức là quan trọng để chúng ta cảnh tỉnh. This is something that's very important for us to know. Những điều chúng ta sắp sửa nghe. Whatever we're about to hear. Có thể là lời giải thích lý do tại sao trong những ngày qua chúng ta không được phước. Could be the explanation as to why in the most recent days you've not received blessing. Tôi muốn nói đến những cái nguy hiểm về sự vô ơn. I want to talk to you about the dangers of an ungrateful heart. Sự vô ơn ban giao chúng ta vào tay của kẻ thù của chúng ta. These dangers of having of being ungrateful can bring us into the hands of the enemy. Phục truyền Lời Ký chương 28 câu 47 đến 48, đây là lời Chúa ngài cảnh giác dân sự của Chúa. Deuteronomy chapter 28 verse 47 through 48. This is the word of the Lord warning his people. Vì khi được thịnh vượng, anh em không phụng thờ Jehovah Đức Chúa Trời với cả tấm lòng hân hoan vui vẻ. Because you did not serve the Lord your God with joy and gladness of heart for the abundance of everything. Cho nên trong cảnh đói khát trần truồng và thiếu thốn mọi thứ, anh em phải phục dịch kẻ thù mà Đức Giê-hô-va sai đến để đánh anh em. Therefore, you shall serve your enemies whom the Lord will send against you in hunger, in thirst, in nakedness and in need of everything. Và ngài sẽ đặt ách sắt là trên cổ anh em cho đến khi anh em bị tiêu diệt hết. And he will put a yoke of iron on your neck until he has destroyed you. Các câu kinh thánh này cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời ngài rất ghét cái thái độ vô ơn. We see here in this scripture that the Lord dislikes ingratitude. Đây là điều rất là nguy hiểm anh chị em. This is very dangerous, brothers and sisters. Bởi vì nếu chúng ta không bày tỏ cái lòng biết ơn những gì Chúa ngài ban cho, because những if we're gì chúng not ta đang able có, to share to the Lord and give thanks for the things that he has given us, là chúng ta cắt đứt tất cả những phước hạnh tương lai mà Chúa ngài muốn đổ xuống trên chúng ta, then we are cutting off every blessing of the future that the Lord wants to pour upon us. Và điều mà Đức Chúa Trời ngài làm, and the thing that God does, để kéo chúng ta trở về, to draw us back to him, đó là Chúa sẽ cho phép, is that he allows, chúng ta lọt vào trong tay hành hạ của kẻ thù của chúng ta. For us to be handed over to our enemies. Vì Chúa ngài muốn tấm lòng chúng ta trở lại. Because he wants our heart to return to him. Điều đáng tiếc phải xảy ra. It's unfortunate that this has to happen. Đó là khi chúng ta khổ đến cái lúc chúng ta không còn có thể làm cái gì khác hơn được. Is that we get to the lowest point in our lives where there's nothing else that we can do. Thì thường chúng ta quay trở lại với Chúa. That is only then that we return to the Lord. Nhưng nếu chúng ta bày tỏ cho Chúa, but if we can share to God, lần trước khi chúng ta gặp những sự khó khăn, that the last time that we encountered trials and tribulations of many kinds, chúng ta nài nỉ that we were Chúa, able to ngài pray and ask the Lord to come and intervene, như dân sự Chúa tại đây họ làm nô lệ trong xứ Ai Cập bao nhiêu năm. We see here that the people of God were slaves in Egypt for years and years, for decades. Hơn 400 năm ở over trong cái sự đau khổ đó. Years they were in bondage. Nhưng mà khi Chúa ngài can thiệp vào, but whenever the Lord intervened, dùng quyền năng của ngài đem họ ra khỏi xứ Ai Cập, power to deliver them from Egypt, thì chúng ta thấy tấm lòng của họ còn rất là tệ đối với trước mặt Chúa. We see that their hearts
They were not grateful to God. Họ không biết ơn Chúa. They weren't. They didn't know how to give thanks to Him. Đúng một cái là họ lầm bầm. Just a little bit, and they started complaining. Chúa đem chúng tôi ra đây cho chúng tôi chết đói. God, you brought us out here to kill us, to starve us. Chúa đổ manna xuống. So God poured out manna. Và đến lúc họ nói với Đức Chúa Trời và Môi-se như thế này. And then the people told God and told Moses. Linh hồn chúng tôi đã chán cái thứ thức ăn đậm bạc này rồi. We are so sick of the food that we've been given. Nghe quen hơn chưa? Does it sound familiar? Lúc mình đói, mình xin Chúa ngài giúp đỡ. When we're hungry, we ask God to provide. Và khi chúng ta được phước của Chúa rồi. And then once He provides. Cái người biết ơn Chúa sẽ cảm ơn Chúa luôn luôn. The person who knows how to give thanks to God will then thank the Lord. But people with hearts of ingratitude. Dần dần họ chê luôn cái phước mà ban đầu Chúa đã ban xuống cho họ. Then at some point, they're going to complain about and judge the blessing that the Lord and the provision that the Lord has given them. Nên Đức Chúa Trời nhiều lúc ngài phải để cho họ trải qua cái sự khốn khổ trở lại để dạy họ một bài học. And then many times, the Lord has to allow the people with ungrateful hearts to go through those challenges once again, so then they will return to Him. Mình xem có những trường hợp khi đến cái chỗ như vậy, họ không còn thấy đường để quay trở lại với Chúa nữa. But unfortunately, there's going to be times when they get to their lowest of lows and they still won't see the way to return to God. Họ oán trách Chúa, họ oán trách Môi-se. They begin to criticize God and criticize Moses. Họ nghi ngờ lời của they Chúa were hứa. Doubtful of the promises of God. Và chúng ta thấy cả một thế hệ đã chết and we ở trong see đồng an entire generation die in the desert. Xin Chúa cho chúng ta có lòng biết ơn Chúa. So may the Lord help us to have grateful hearts. Khi chúng ta vô ơn Chúa thì mọi vinh quang đều sẽ trở thành sự xấu hổ. Whenever we are ungrateful to God, we see that every glory that the Lord gives us turns to shame. Malachi chương 2 câu 1 cho đến câu số 3. Let's look at Malachi chapter 2 verse 1 through 3. Bây giờ hỡi các thầy tế lễ, đây là lệnh truyền cho các ngươi. Oh, and now, O priests, this commandment is for you. Nếu các ngươi không lắng nghe và không để tâm dâng vinh quang cho danh ta, thì ta sẽ nguyền rủa các ngươi và sẽ biến những phước lành của các ngươi thành sự nguyền rủa. Phải, ta đã nguyền rủa rồi vì các ngươi không để tâm tôn kính ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. If you will not hear and if you will not take it to heart to give glory to my name, says the Lord of hosts, I will send a curse upon you and I will curse your blessings. Yes, I have cursed them already because you do not take it to heart. Này vì các ngươi, ta sẽ quở trách dòng dõi các ngươi và sẽ rải phân trên mặt các ngươi, tức là phân của sinh tế mà các ngươi dâng trong các kỳ lễ. Các ngươi sẽ bị đem đi với phần ấy. Behold, I will rebuke your descendants and spread refuse on your faces and refuse on your solemn feasts, and one will take you away with it. Nên hỏi những người cha mẹ. So, mothers and fathers in the house, đừng để Đức Chúa Trời rủa xả dòng dõi của chúng ta. Do not allow God to curse your generations, your descendants, bởi vì lòng vô ơn của chúng, because of your ungrateful heart. Bởi vì Chúa ngài hứa với chúng ta rằng ngài sẽ ban phước cho dòng dõi của chúng ta cho đến ngàn đời. Because God promises that He's going to bless your descendants for thousands and thousands of years. Cho nên hỡi những phụ huynh có mặt ở tại đây. So parents who are present in the house today, xin nghe tôi. Please hear me. Đừng để ma quỷ xúi dục anh chị em. Do not allow the enemy to sway you. Sống của những người vô ơn. And to live with ingratitude. Hãy đếm các phước hạnh Chúa ngài ban cho. Count the blessings that God has given you. Gia đình của chúng ta được phước your như family thế nào? Is how your family has been blessed. Hội thánh đã làm gì cho gia đình what của chúng ta? What has the church done for your family? Đức Chúa Trời đã làm gì cho what chúng ta? What has God done for you? Đây là lúc chúng ta đóng góp vào để xây dựng hội thánh của Chúa. Now is the time to join in and to build the ở house of God, nữa, to build the kingdom, so that many people can be blessed. Đừng để sự vô ơn len lỏi vào trong tấm lòng của chúng do ta. Do not allow ungratefulness to seep its way, to find its way into your heart. Mỗi ngày hãy đếm các ơn phước của Chúa. Every day count the blessings of sáng God. Sáng thức dậy là chúng ta in the morning, bày tỏ wake phước hạnh up, của Chúa. Give thanks to the Lord. Nói cho con cái chúng ta biết. Tell your children. Chúng ta được ngày hôm nay là bởi vì Đức Chúa Trời ban phước trên chúng ta. Because the Lord has given it to you. Anh chị em, thị trưởng của thành phố Houston vừa mới công lời khích lệ cho các mục sư có mặt hôm
thứ năm vừa rồi khi chúng tôi có bữa ăn sáng với thị trưởng. My brothers and sisters, last Thursday, we had the opportunity to have breakfast with the mayor of the city of Houston, and he gave us these words. Ông nhắc nhở mỗi người cần nhớ đến và đặt một câu hỏi cho đời sống của mình. He reminded each and every one of us, and he told us to ask ourselves this question. Thứ nhất là cần biết tại sao chúng ta được ở trong vị trí này. And the first question is, why is it that I'm in this position? Và thứ hai đó là bằng cách nào tôi sẽ sử dụng cái vị trí mà Chúa Ngài ban cho để làm lợi ra. And the second is that how will I use my position to be able to be a blessing and benefit the kingdom of God? Chúng ta biết sáng hôm nay nhờ ơn của Chúa, thân và huyết của Chúa tan nát, đổ máu huyết của Ngài ra 7 lần 7 chỗ khác nhau để chúng ta được ngày hôm nay. We partook of the Lord's Supper this morning. We were reminded that our Lord Jesus Christ, he shed his blood 7 different times in 7 different places so that we could have the life that we have today. Chúng ta được cuộc đời như thế này bởi vì ân điển của Chúa. Every abundance that we have in our lives is because of the grace of God. Và sự sống đời đời thuộc về chúng ta bởi vì những gì Chúa Giêsu đã thực hiện. And the eternal life that we have in the Lord is because of what Jesus Christ did for us. Và câu hỏi thứ hai. So here's the second question. Chúng ta làm gì với cuộc đời của chúng ta? What are you going to do with your lives? Thị trưởng của chúng ta đã nói. The mayor said himself. Ông biết lý do tại sao ông được đắc cử. He knows why he was elected and put in the position. Vì từ năm ông 21 tuổi. Because from the time that he was 21 years old. Khi còn là một sinh viên của trường đại học Houston. Whenever he was just a student at the University of Houston. Ông đi ra và trong cái work study ông đi để thăm viếng cái cộng đồng chung quanh trường. During a time of his work study, he went to go and visit the neighborhood around U of H to help them to be able to fill out their FAFSA forms. Thì ông thấy những cái cảnh người ta nghèo thiếu và đời sống của dân chúng cần phải được giúp đỡ. The condition of people's lives, the lack in their lives, their financial need, and he wanted to help them. Ông cảm nhận có một sự kêu gọi trong cuộc đời. And he felt a calling in his life. Đó là ông sẽ cố gắng để học xong chương trình luật. And that is that he would do with everything he could, all his might, complete law school. Và trong khả năng của ông sẽ làm đủ mọi cách để giúp cho đời sống của dân chúng and ở thành phố Houston này sẽ được thịnh vượng, tốt đẹp hơn. He dedicated the rest of his life to be able to help the people of the city of Houston to have a better life. Năm 24 tuổi, ông là người đầu tiên được vào trong chức vụ của tầm cỡ của tiểu bang trẻ nhất trong lúc bấy giờ. At age 24, he was the youngest person that was brought into politics of the city, of the state of Texas. Cảm ơn Chúa, ông nhớ luôn về cái sự kêu gọi của Chúa từ năm ông 21 tuổi. And praise God, he continually remembered the calling on his life from the age of 21. Và khi ông được đắc cử 10 tháng trước. And whenever he was elected 10 months ago, nhiều người đã hăm dọa ông. Many people threatened him. Đó là khi ông chọn trưởng ty cảnh sát cũng như là người trưởng ty sở cứu hỏa. And that is that if he were to appoint the chief of police and the chief of fire, thì coi chừng là đừng bao giờ chọn những người Hispanic. Be careful to not choose anybody that's Hispanic. Nhưng mà phải chọn có người da đen hoặc là người da trắng cộng thêm vào trong đó. That he had to, they wanted him to choose an African American or an Anglo person. Nhưng ông trả lời là watch me, hãy coi tôi. But he said watch me. Ông đã chọn 2 người gốc Spanish. And he chose 2 people with Spanish, a Hispanic origin. Vì ông nói rằng 2 người này có khả năng và có thể giúp đỡ cho thành phố. And he said these 2 people have the ability and can help the city the best. Đó lý do mà ông chọn họ để giúp đỡ ông trong việc giúp đỡ cho thành phố của chúng ta. And that is the reason why he appointed these 2 people to help the city of Houston. Vì ông nhớ đến sự kêu gọi. Because he remembered his calling. Amen. Amen. Và khi người ta đồn với nhau đó rằng ông bây giờ nhận cái sự giúp đỡ cố vấn của những mục sư tin lành để giúp đỡ ông trong những quyết định trong tương lai để ông có thể điều khiển thành phố Houston này. And then there began to be talk that people began to say that now that you've received the counsel, the advice of all of these gospel Protestant pastors for the decisions that are going to be made in the future. Một lần nữa ông trả lời, watch me. He said again, just watch me. Ông đã sắp đặt cái thời khóa biểu của ông. And then he organized his schedule. Để những người trong đoàn người này, trong ban lãnh đạo này sẽ gặp ông mỗi tháng 1 lần.
để chúng tôi có thể lên tiếng chia sẻ với ông những giá trị thuộc linh và những gì lời Đức Chúa Trời nói, để chúng ta có thể có một thành phố thịnh vượng, phước hạnh, bình an như ơn của Chúa đã định. He's arranging his schedule so that once a month he can gather with these spiritual leaders, these pastors, to be able to receive counsel and guidance in order how to run the city in a way that would bring blessing and prosperity to the people of Houston. Và thứ năm vừa rồi là viên đạn đầu tiên ông đã nổ súng. And last Thursday was the first bullet that he shot for that meeting. Và ông đã có mặt ở trong cái buổi ăn sáng đó để and nói với các mục sư. And he was there at the breakfast to tell all the pastors there. Chúng tôi biết Chúa vì quý vị sẵn sàng để yểm trợ chúng tôi và cố vấn cho chúng tôi. That he was there to tell them that he was grateful for the support of the pastors in the days to come. Ông đã thách thức các mục sư có mặt and hôm đó. And he challenged all of us. Chúng ta được địa vị này, chúng ta được that we have this position, we have this ministry. Hãy sử dụng nó cho vinh quang so của Chúa. Use it for the glory of God. Cho nên các con gái Chúa trong hội thánh. So my brothers and sisters in church, cho tôi khích lệ anh chị let em. Me encourage you. Nhớ ơn Chúa. Remember and the goodness of God. Chúng ta hôm nay như thế nào ấy là nhờ ân điển của Chúa. Whatever you have today is by the grace of God. Đó là lời sứ đồ Phaolô đã nói. That is what Paul has said. Tôi hôm nay như thế nào ấy là nhờ ân điển Chúa. However I am today, it's by the grace and favor of God. Tôi được địa vị này, tôi được I have this position, này. I have tôi this wisdom, này. I have these experiences. Tôi được sự sống đời đời. I have eternal life. Vì ân điển của Chúa. Because of the grace of God. Và cái quyết tâm thứ hai của chúng ta. And the second decision that we have to make. Sau khi biết ơn Chúa, is after being grateful to God, để Chúa sử dụng cuộc đời chúng ta, is to let God use our lives, địa vị mà chúng ta có, the position that we have, đặc ân mà chúng ta có, the blessings that we have, những tài nguyên vật chất chúng ta whatever có trong finances, tay, whatever prosperity we have, để mở mang nước Chúa, to be able to expand the kingdom, và ảnh hưởng trên thế giới của chúng ta, and impact our world. Amen, amen, my brothers and sisters. Chúa trời sẽ mỉm cười trên cuộc đời chúng ta. God will smile upon our lives. Và Ngài sẽ hậu thuẫn chúng ta trong ơn của Chúa. And He will support us by His grace and favor. Amen, amen. Một vài điều là kẻ thù của lòng biết ơn, chúng ta cần nhận biết để chúng ta chống nó và tiêu diệt nó. Trước khi nó xuất hiện trong there's đời sống a few chúng ta. Things that are enemies of our gratitude, and we have to be aware of them so that we can fight against them. Kẻ thù thứ nhất của lòng biết ơn đó là tham lam. The first thing is covetousness. Chúng ta cứ đòi thêm, and that is that we want more, we want more. Và chúng ta cứ ngồi một chỗ. And we sit in one place. Và chúng ta cho rằng mình chưa biết Kinh Thánh đủ. And we say, oh, well, I don't know enough of the Bible. Hội Thánh cũng không dạy Kinh Thánh cho and the church doesn't really teach enough of the Bible to ông me. Sư Khánh cũng không Pastor có sự hiểu biết đủ để dạy tôi. He doesn't have Bible knowledge to teach me. Cho nên tôi phải làm công việc. And so what I have to do phải học Kinh Thánh. Is I have to study the phải Bible. Học Kinh Thánh. I have to study the Bible. Tiếp tục tham lam, cứ ngồi học. And then you sit there. And in your wanting more, you just sit there and you study the Bible. Không bao lâu chúng ta trở nên con mọt sách. It's a bookworm. Pretty soon you're going to become just a bookworm. Mà không có lợi ích gì cho người khác. And you are of no benefit to anyone else. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. So may God help us. Thắng được sự tham lam. To overcome. Kẻ thù thứ hai đó là than phiền. The second is murmuring. Ở trong cuộc đời than phiền, chúng ta thấy rằng ở trong đời này thì khi chúng ta than phiền, chúng ta thu hút sự thương hại của những người xung quanh. Whenever we murmur, we complain, we are attracting sympathy from the people around us. Không bao lâu chúng ta trở nên những con người cho phép mình trở nên nạn nhân của hoàn cảnh. Pretty soon you're going to allow yourself to be just a victim. Tại vì tôi sanh ra trong gia đình nghèo, oh, it's because tại vì tôi sanh ra lớn lên born trong into cái khu a poor family and I grew up in this neighborhood, so on and so forth. Đúng, chúng ta không quyết định được lúc chúng ta sanh ra. True, you were not able to determine when you were born or where you were born or to whom you were born. Nhưng mà trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, but in the salvation of Jesus Christ, thân thế của chúng ta đã được thay đổi. You are a new creation. Chúng ta bây giờ là con của vua trên muôn vua, you Chúa trên are muôn Chúa. The son or the daughter of the King of Kings, bây giờ the Lord chúng ta có Đức Chúa Trời toàn năng đang ở trong Lord thân thể God chúng ta. Almighty living within you. Thân thể chúng ta bây giờ là and đền thờ nơi Chúa ngự. Is a temple where the Lord resides. Thánh linh của Đức Chúa Trời thì quyền năng. The Holy Spirit is full of power. Vận hành and is đời ready sống to chúng work ta. In and through you. Amen. Amen.
Lúc bây giờ chúng ta sẽ không còn than phiền nữa. Then you will no longer murmur or complain. Chúng ta sẽ trở nên giải đáp cho những nan đề mà chúng ta khám phá thấy được trong đời sống. With a grateful heart, you will then become the answer, the solution for somebody else's prayer. Những con người làm cách mạng, những con người làm thay đổi thế giới này là những con người nhận biết ơn của Chúa và sử dụng để thay đổi hoàn cảnh của mình. History changers, life changers. These are people who have decided for themselves that they're going to have grateful hearts and they're going to do something with every single blessing the Lord has given them. Kẻ thù thứ ba là kiêu ngạo. The third enemy of our gratitude is pride. Người kiêu ngạo luôn nghĩ rằng sự thành công của họ là do khả năng họ làm nên. The prideful person always thinks that everything that they have came from their own strength, their own abilities. Họ không nhớ rằng chính ơn của Chúa khiến họ có khả năng để làm thành những công việc. They never remember that what they are and what they have is by the grace of God. Anh chị em để ý điều này. Pay attention to this, brothers and sisters. Kẻ thù của lòng biết ơn khiến cho nạn nhân không còn thấy lý do để cảm tạ Đức Chúa Trời nữa. The enemy of a grateful heart causes someone to become a victim, blinded. To be blinded to God's goodness. Và khinh thường các thứ ơn của Chúa. And takes for granted all of God's grace and mercy. Cảm ơn Chúa vì chúng ta là những người biết ơn Chúa. Praise the Lord that we are a people who know how to be grateful to God. Có bao nhiêu người biết ơn Chúa? How many people here know how to be grateful to the Lord? Chúa ban phước trên anh chị em. May God bless you. Lời hứa của Ngài sẽ ứng nghiệm trên anh chị em. His promises will come to pass in your life. Thi thiên 92 sẽ là thi thiên. Psalm 92 will be the psalm that describes your life in the days to come. Luôn được sức dầu tươi mới. To always have the fresh anointing of God. Luôn xanh bông trái dù to always be fruitful even in your old age. Cứ được thịnh vượng luôn trong đời sống. To always be prosperous. Đời sống của chúng ta được phước của Chúa. Your life will receive blessing from God. Đời sống của chúng ta như những cây luôn trổ hoa. Your life will always be like a tree planted in the house of God bearing fruit. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise Bây the Lord. Bây giờ chúng ta đã biết được sự quyền nhiệm và sức mạnh của lòng biết ơn. Now we know the wonder and the power of a grateful heart. Cho nên cho tôi này xin anh chị em. So let me tell you. Chọn thái độ và tấm lòng biết ơn Chúa Choose mỗi ngày. Choose an attitude. Choose to have a heart of gratefulness to the Lord every day. Không chỉ một năm một lần chúng Not ta. Not just once a year. Có lễ tạ ơn. That you have Thanksgiving. The Nhưng holiday, mỗi ngày, mỗi but giờ chúng every ta sống. Day, every moment that you're living, be thankful to the Lord. Xin từ ngữ, cảm ơn Chúa trở nên từ ngữ trong cuộc đời của chúng ta. Let the words of praise the Lord or thank God be common language in your life. Mở mắt ra, vậy, Open your eyes. Thank you, Lord. Hít vào một ngụm Take a deep breath. Khí. Praise the Lord. Chúa, Praise God. Còn có hơi thở Praise trong lỗ mũi. God that I can still breathe today, that I'm alive today. Bước ra khỏi giường thấy mình có thể đi đứng được. When you step out of bed and you're able to walk. Thank you, Lord, that I'm still able to move and breathe. Bước ra nhà bếp thấy when you mình step into the kitchen, vẫn có thức ăn để mình có thể làm bữa ăn sáng. Refrigerator, in the Cảm ơn Chúa vì sự tiếp trợ của Thank you, Lord, for your provision. Và chuẩn bị lên xe để đi làm when việc. You're about to get on your vehicle and go to, Cảm ơn to Chúa work. Vì con có việc để làm. Thank you that I have a job. Cảm ơn Chúa vì con có Thank khả năng Lord, để có thể giúp ích cho xã hội. And health to be able to impact society. Cảm ơn Chúa vì sự nhân từ Thank của Ngài. Thank you for your grace, your compassion, Cảm ơn oh Chúa God. Vì sự khôn ngoan thiên thượng. Thank you for your divine wisdom in my life. Cảm ơn Chúa vì khả năng Chúa ban cho. Thank you for the abilities that you have given me. Bây giờ con muốn làm nguồn phước cho And now I want to be a blessing to those around me. Đó là lối sống mà Đức Chúa that sẽ ban is the way, that the way of life that the Lord will bless. Amen. Anh chị Amen. Đời sống đó sẽ phong phú phước hạnh trong This that kind of life will be prosperous and grow in the Lord. Và Đức Chúa Trời sẽ sử dụng đời sống anh And chị God em. Will use your lives. Trung tín trong việc nhỏ, Chúa sẽ giao chúng ta that as you're lớn faithful hơn. In the small things, the Lord will give you greater. Amen. Amen. Chúng ta cùng đứng lên trong so will you please rise to your feet at this time? Xin tất cả chúng ta đều lớn tiếng cảm ơn Chúa. Come to the Lord and vocally, out loud, praise Him, thank Him. Hơi thở chúng ta có cái sự bắt nguồn từ Đức Chúa Trời. Cho you nên know cảm ơn Chúa that your chúng breath ta còn hít thở. Comes from the Lord, so thank the Lord that you're breathing today. Tất cả những khả năng mà tay chúng ta Everything có thể làm nên được. That your hand can do. Các ân tứ mà Chúa Ngài ban cho. Every gift, a spiritual gift that God has given you, it is from Him. Cảm ơn Chúa vì những khả năng siêu nhiên này. Thank Him for these supernatural gifts. Cảm ơn Chúa vì tất cả. Thank Him for the supernatural abilities. Những sự ban cho tốt lành đều đến từ Cha trên trời. Thank Him for every good gift that comes from the Father above. Cảm ơn Chúa vì ơn của Ngài đổ trên đời sống Thank Him for the grace and the favor poured out in our lives. Nhìn qua nếu có vợ đứng bên cạnh, cảm ơn Chúa vì cho con người vợ này. If you have a wife standing next to you or not,
then thank if she's standing elsewhere. Hay là có ông chồng say, thank đang đứng you bên cạnh. For my con wife, cảm ơn God. Chúa vì người thank chồng you của con. For my husband, oh Lord. Nếu có con cái đang ngồi gần. If your children are con near cảm ơn you. Chúa vì gia God, đình của God, I thank you for my family. Amen. Amen. Con cảm ơn Chúa vì con được ở trong nhà VBC Houston. I thank you, Lord, because I'm here in VBC Houston. Và con sẽ được Chúa ngài trồng ở trong nhà này. And I believe that you're going to plant me in your house. Sắp đến, con and sẽ the days hoa. To come, I'm going to be fruitful. Con sẽ kết quả. I will be effective. Vì những gì Chúa ngài làm xuyên qua. For all that you're going to do through your church. Amen. Amen. Sao tôi chưa thấy anh chị em nói hả? How come I haven't? I can't hear anything. Cái chuyện này đừng để tôi làm giùm anh chị em. I'm telling you, the thankfulness it cannot come from me. Để rồi miệng của chúng ta luôn luôn là cảm ơn Chúa. In order to always give thanks to God. Anh chị em, mỗi ngày trong cuộc đời every day in my life, từ ngữ cảm ơn Chúa, the tôi words, nói không biết bao praise nhiêu the Lord, trong or thank God, I've said it oh, probably 100 of times. Có thể tôi không nói lên thành lời. I don't say it by words sometimes, but in my luôn heart, luôn in my spirit, I'm always thanking God. Tôi nhìn thấy vợ con, tôi cảm I ơn see Chúa. My wife, I see my children, my grandchildren. Tôi I say thank you, Lord. I see the food on my table. Tôi thank you, Lord. Đổi, I see the lives that are transformed in Christ. All the testimony shared with me. I thank you, Lord. When I look upon your lives, thank you, God. I thank God in all things. Thank you, Lord, for my health. Because God has reserved my health. I thank you, Lord, for the prosperity in my life. I thank you for giving me authority in your name. Wherever I lay hands, people are healed. Đã nói, the người mute biết, đã nghe. Speak. The deaf can hear. Người bại đã đứng dậy và the bước lame đi. Can walk again. Người mù đã sáng the mắt. Blind can see. Cảm ơn Chúa. Thank you, Lord. Anh chị em với thái độ đó. My brothers and sisters, with this attitude, there is a God who is watching. Ngài nhớ đến lúc chúng ta and xin he remembers ngài. Whenever we ask. Để Ngài xem rằng liệu Ngài có thể tin chúng ta để can ban chúng ta quyền năng lớn hơn trong những ngày sắp đến hay là không? Our prayers, that we're going to thank Him so that He can give us even greater power. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh Ngài ban cho. Thank you for every blessing, O God. Hôm nay chúng con cùng today, với Hội Thánh của Chúa ở khắp church, mọi nơi, the churches around the nation, around the world. Và chúng con cùng với dân chúng ở tại nước Hoa Kỳ. We join with the people here in America this week to say thank you. Bày tỏ lòng biết ơn Chúa. We come to you, Lord God, with grateful hearts, thanking you vì sự sống mà chúng con đang for the có. Life that we have today và những điều Chúa ngài sẽ ban chúng and con all the hơn things nữa. That you're going to give us that are greater in the days to come. Cảm ơn Chúa cho mọi điều. I thank you for all things, Lord God. Mời xin Chúa nhận nơi chúng con lòng biết I ơn. I pray that you receive our grateful hearts. Và Chúa như Chúa ngài đã tìm gặp David. And as you found David, I pray that you will find many that are standing before you now so that you can put your anointing upon them, that you can bless them, O Lord. That you will be victory in our lives so that our enemies will not distract us or keep us from the destiny, but by your favor, by your grace, and your hedge of protection, that through our lives, numerous people, the multitudes will be blessed. I thank you, Lord. I thank you, Lord, for my families. Sẽ là những gia đình kiểu mẫu. My family will be an example for others. Cho nhiều gia đình. So that many other families who are watching will see sẽ được thu hút đến với Chúa. And be drawn to you, O God. Được phước như chúng con được so that they can be blessed as we have been blessed. I thank you, Lord. Xin Chúa ngài ban ơn. I pray, Lord God, that you would bless our ministry cũng tràn đầy phước hạnh so từ nơi Chúa. Be full and abundant of your blessing, để your outpouring, so that other ministries cũng sẽ tìm đến. Will be able to come and seek you, O God, được giúp đỡ. To and find help with us, by us, để chúng con có thể làm nguồn phước so that we can be a blessing to other ministries out there. Tất cả chúng con sẽ cùng nhau so that together we can be a source of blessing for all the people that are left in this world. We thank you, Lord, and we pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Anh chị em nói đi, cảm ơn Chúa. Say it, praise the Lord. Lớn hơn nữa anh chị em. Cảm ơn Chúa. Say it louder. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Father God, we thank you also for the meal that we're about to share together. Bless the hands that have prepared the food so that we together can sit and give thanks to you and vocalize all the goodness that you've poured out into us to encourage each other and to create a community that is grateful to you with hearts that are grateful to you always. Hallelujah. Praise the Lord. And we pray all these things in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. We've already given thanks for the food. So we invite you to go to the CLC, which is the building to your left. Don't go home yet. Go over to the CLC and join us for a Thanksgiving lunch. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Gặp lại anh chị em ở hội trường. We'll see you there. Amen. Amen.